Mở đầu bộ phim là cảnh một anh chàng nông dân chăn rau có tiếng tại mảnh đất màu mỡ Thái Lan đang đi thăm thú vườn rau của mình. Chắc do công việc trồng trọt mệt mỏi nên anh trở về nhà dùng si rô dâu để xả stress, sau đó lâm vào hôn mê. Trong giấc mơ to thấy mẹ kế và thằng anh em cây khế đánh đập chửi bới mình lúc nhỏ, còn có cả một cô bé luôn miệng kêu anh chạy đi. Sáng hôm sau vừa mở mắt anh đã nhận được điện thoại của dì Mam yêu hội họa mực đầy người hỏi thăm sức khỏe thằng cháu. Trong lúc tắm to nhìn vết sẹo trên ngực mà nhớ lại cảnh lúc nhỏ mẹ kế đẩy mình ngã vào một bồn hoa bằng sứ bị vỡ. Dì Mam hiểu rõ cu cháu liền hỏi chuyện đã qua 15 năm rồi sao còn giữ trong lòng làm gì, thì to đáp kệ mẹ cháu. Bây giờ cháu chưa trở về trả thù không có nghĩa là cháu sẽ không về nữa mà chỉ đang chờ thời cơ thôi. Đang nói đột nhiên Well đẩy cửa xông vào hét lớn rằng anh si ơi, oi phát điên rồi, mau giúp oi đi. Cảnh chuyển tới một cô gái đang mau mải chạy tới khách sạn bắt gian chồng và bé ba. Thì ra đây chính là oi mà lúc nãy hai người kia nhắc tới. Oi lôi từ trong túi xách ra một khẩu súng chĩa thẳng vào đôi gian phu dâm phụ trước mặt chửi bới om sòm. Đợi tiểu tam rời đi, cô mới hỏi anh e trước mặt rằng mẹ anh sẽ không chấp nhận đứa cháu được sinh ra bởi gái hộp đêm như em nên anh mới không chịu trách nhiệm đúng không? Tên khốn e sợ trách liền dùng lời lẽ ngon ngọt dụ cô gái đưa súng cho mình rồi hai người sẽ cùng đi đăng ký kết hôn. Oi nghe thơ tin lời liền bị hắn đè xuống giường oánh cho sờ mờ lờ. Bên kia anh to hay còn gọi là Sila sau khi nghe Well giới thiệu thằng chó e kia chính là con trai của mẹ kế mình thì sốc vừa lờ. Chỉ tiếc là hai người lại bước qua đời nhau ở thang máy. Chạy lên phòng thấy Oi trên người đầy máu nằm sõng xoài dưới sàn thì nhanh chóng đưa cô vào viện. Bên khác nữ chính Min nhà mình vừa đi chợ mua đồ về thì bị mẹ mắng tại sao ngày nào cũng chỉ cho bà ăn thịt lợn, hôm nay bà muốn ăn tôm. Min cũng muốn mua tôm cho mẹ lắm nhưng hôm nay tôm đắt mà lại chỉ có thịt lợn được giảm giá thôi. Ngoài tiền mua đồ ăn cho cả nhà cô còn phải trả tiền thuốc men để điều trị chứng mất trí nhớ tuổi già cho bố nữa mà. Bên ngoài sân lúc này bố Min đang tưới cây thì đột nhiên bị chậu hoa rơi xuống vỡ đầu, thế là cả nhà phải tức tốc đưa ông đi viện. Anh chàng Sila vừa đến bệnh viện thì lúc này Min cũng chở bố đi tới, không may húc mẹ vào đít xe Sila. Bác sĩ theo lời nam chính vừa đẩy cáng ra ngoài thì Min đã chặn đường đòi cướp. Trong lúc giằng co cô gái thấy anh trông quen quen nên ngẩn người ra mất một lúc. Sila thừa thắng xông lên để Oi nằm lên cáng, sau đó nói sẽ quay lại giải quyết Min sau. Trong viện Min bộc bạch với anh bạn bên cạnh rằng muốn biết người đàn ông trông quen thuộc đó là ai và có quan hệ gì với cô gái trên xe kia. Cô nghĩ anh ta là người khiến cô gái thành ra nông nỗi như vậy. Trong phòng bệnh bố Min nghe phong thanh lời Oi nói với bác sĩ liền viết ra giấy người đàn ông đã hại cô gái chính là một xã hội đen làm chủ hộp đêm. Phía khác Sila đang mừng vì Oi đã không sinh đứa con của một thằng khốn nạn ra. Vừa đến cửa thì nghe ngóng được bố con nhà Min nói anh chính là xã hội đen. Anh chàng lập tức chạy tới chối ngay còn xin số điện thoại cậu bạn của Min để liên lạc đòi bồi thường nữa chứ. Thấy Sila rời đi, Min lập tức chạy theo hỏi rằng trước đây chúng ta liệu có từng gặp nhau không? Anh Si còn đang nghĩ cô gái này chắc lại dùng trò giả vờ quen biết để xin gỡ gạc tiền bồi thường đây mà thì Min đã nói ngay tôi không có ý gì khác mà chỉ thấy mặt anh thân thuộc. Đang định đi tới xem vết xước ở xe thì chẳng hiểu kiểu gì lại ngã chồng mẹ lên nhau. Trong lúc đứng dậy Min nhìn thấy chiếc nhẫn trên vòng cổ Sila liền nhận ra ngay anh chính là người bạn tên to của mình hồi bé. Còn nói rằng em luôn nghĩ là nếu không nhìn thấy xác anh thì sẽ không bao giờ tin rằng anh đã chết, thấy anh còn sống em vui lắm. Sila tất nhiên không nhận rồi anh nói luôn rằng tôi và cô chưa từng gặp và tôi cũng không phải tên to, sau đó rời đi. Min vừa chở bố về tới nhà thì đã ngay lập tức bị mẹ chạy ra đòi tiền. Còn nói chị gái cô sắp cầm tấm bằng thạc sĩ từ bên nước ngoài về nên phận làm em cô phải nhè tiền ra mua giường mới cho chị. Bố Min biết chuyện tối đó liền đến tìm con gái nói nếu con không xoay sở nổi thì hãy thôi chiều theo ý mẹ và chị Quan đi. Min xúc động an ủi bố rằng con lo được mà. Chị Quan sắp trở về rồi, người giỏi như chị chắc chắn sẽ giúp nhà chúng ta khá hơn. Đột nhiên ông bố hỏi thế còn căn nhà nhỏ sau nhà của chúng ta thì sao? Từ khi con của chị Sida mất con không còn quay trở lại đó nữa. Vậy là đêm đó Min quay trở lại căn nhà đã từng gặp to hồi bé thật. Trùng hợp là Sila lúc này cũng phóng xe đến đây còn ngồi nhớ lại kỷ niệm lúc Min giúp mình sát trùng vết thương trên ngực. Đột nhiên lúc này chiếc xe của mẹ kế vừa vặn đi ngang qua Sila làm anh vội vàng chạy theo dòm vào trong nhà bọn họ. Trông thấy hai mẹ con nhà cám anh lại nhớ đúng vào cái hôm Min giúp mình băng bó vết thương thì bà Sida và E dắt nhau tới bắt quả tang tại trận. Thằng chó E đuổi theo chửi bới nói to chỉ là con vợ lẽ và mẹ mày là gái bán thân, làm to tức giận lao vào oánh nó. Đang được đà thắng thế thì bà Sida từ đâu xuất hiện chửi thằng to mày làm gì con tao khiến cậu bé sợ hãi chạy trốn. Bị dồn đến đường cùng to không may trượt chân ngã lộn cổ xuống sông. Mặc dù đã hết lời cầu cứu nhưng mẹ kế vẫn cứ trơ mắt nhìn cậu chìm xuống miệng còn không ngừng chửi rủa. Trở lại hiện tại Sida lòng đầy hận thù phóng xe rời đi. Tại dinh thự của hai mẹ con nhà cám. Bà Sida sau khi biết thằng con mình cứ đi lang trạ với gái bán hoa bên ngoài y như bố nó thì vô cùng tức giận,
còn dặn dò anh ăn vụng phải biết chùi mép chứ đéo bao giờ bà chấp nhận cháu mình có mẹ là gái bán hoa đâu. Cuối cùng người kết thúc tất cả rắc rối lại phải là tao đấy. Thì ra năm xưa chính con mụ đàn bà này đã lái xe tông chết mẹ của tao. Tại hộp đêm sau khi thấy thằng cháu vì hận thù mà trở nên mất bình tĩnh, dì Mam liền nhẹ nhàng khuyên nhủ Sila. Mẹ cháu cũng là chị gái dì nên hơn ai hết dì mới chính là người muốn xé xác bọn chúng ra. Nhưng rốt cuộc vẫn phải ngăn cháu trả thù vì dì biết bọn chúng không bao giờ chơi đẹp. Chúng có thể làm tất cả vì lợi ích bản thân và nếu chúng biết cháu là thằng to vẫn chưa chết thì sẽ không bỏ qua đâu. Dì không muốn mất thêm cháu nữa. Sila nghe xong liền nói nếu dì muốn dùng pháp luật xử lý thì cháu sẽ để dì làm vậy. Nhưng nếu kết quả vẫn là có thêm người chết và hung thủ vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật thì cháu xin được giải quyết theo cách của cháu. Hôm sau dì Mam cùng Well tới đồn cảnh sát báo án về vụ E hành hung Oi thì lão cảnh sát nói rằng khách sạn khẳng định hôm đó E không hề đặt phòng. Hơn nữa máy quay giám sát ở đó đều bị hỏng hết nên không có chứng cứ cụ thể. Vừa ra đến cửa thì lại đụng mặt ngay hai mẹ con nhà cám. Vậy là bốn người lôi nhau vào trong phòng kháy đều đủ các kiểu con đà điểu luôn. Bị nói cho cứng họng, phu nhân Sida ra xe rồi vẫn không thôi cay cú mà chửi thằng con quý tử om sòm. Sila sau khi biết Oi không chịu mở miệng tố cáo thằng đàn ông bội bạc kia thì lập tức chạy tới bệnh viện tìm cô. Dù khuyên can hết lời nhưng con nhỏ này vẫn cứ khăng khăng chính mình mới là người giết con chứ không phải thằng bố nó. Sila nghe xong chán đéo thèm nói nữa mà bỏ về. Anh Giai vừa đi thì con mụ Sida tìm đến. Cô gái định la lên kêu cứu thì con mụ lấy tay bịt miệng Oi vào sau đó tuôn một tràng chửi rủa cô chỉ là một con điếm rẻ tiền. Nếu tao là mày tao thà chết quách đi cho rồi chứ đéo bao giờ sống nhục nhã dây dứt vì tội giết con như mày đâu. Lúc này bên ngoài tự dưng Sila thấy bất an nên đành quay xe trở lại bệnh viện. Bắt gặp con mụ Sida trong thang máy anh liền đoán ra ngay Oi đã có chuyện rồi. Biết ngay mà mở cửa phòng bệnh thì không thấy cô gái đâu. Nghe tin có người nhảy lầu chạy xuống mới biết Oi đã chọn cách tự sát để kết liễu cuộc đời mình. Dì Mam lúc này mới biết chuyện chạy tới thì đã quá muộn. Bên khác con mụ Sida vừa buông lời giết người xong giờ đã đứng trên bục phát biểu về quyền bình đẳng ngay được. Anh Giai đợi bà phát biểu xong liền chạy tới nói một câu bà là kẻ giết người rồi rời đi làm bà phải rối rít chạy theo. Đúng là có tật giật mình bà ta còn sai người đánh Sila nữa chứ nhưng nam chính cân hết. Anh còn quay ngược lại cảnh cáo rằng rồi sẽ có ngày bà biết tôi là ai thôi sau đó quay người đi hẳn. Con mụ Sida thấy mặt anh rất quen lập tức sai người đi điều tra lý lịch. Bên khác dì Mam biết sau vụ này thằng cháu kiểu gì cũng lại điên máu đòi đi trả thù nên ngay lập tức tìm tới cầu xin Sila hãy từ bỏ ý định đó đi. Cơ mà anh Giai say đéo. Sáng hôm sau mẹ con nhà cám vừa ăn cơm vừa đọc tin tức Oi nhảy lầu mà vui vẻ cười phớ lớ vì đã bớt được một rắc rối. Biết tin chị gái Min là quan sắp về nước bà già lập tức dặn dò con trai ngày mai phải đi đón cô vì con trai thủ tướng cũng đang tán tỉnh quan. Nếu mày muốn mẹ giao lại công ty cho mà tiếp quản thì nhất định phải có được người phụ nữ đầu óc như quan. E nghe vậy liền nhanh tay cắp ngay một bài viết với nội dung là hình ảnh hắn chụp chung với quan lên trang cá nhân để tạo thiện cảm. Sila xem được bức ảnh đó thì nhớ lại năm xưa thằng chó E và con nhỏ quan từng hùa nhau bắt nạt mình. Sáng hôm sau Min vừa hái rau đi bán định khởi nghiệp mặt hàng nông sản hữu cơ xanh sạch đẹp thì bà mẹ chạy ra thông báo đã nhờ lũ trẻ trong xóm hái hết nấm hộ cô rồi. Bố Min nghe vậy chỉ biết nín nhịn an ủi con gái nhưng Min đáp không sao đâu con đã quen rồi. Đột nhiên cô gái đọc được thông tin Oi tự tử trên báo. Cô và bố nghĩ rằng chính người đàn ông họ gặp trong bệnh viện hôm nọ là kẻ đã ra tay sát hại người phụ nữ này. Vừa đánh xe ra đến cổng thì đụng mặt thằng chó E. Hắn không đợi cô gái trả lời mà chốt ngay quả kèo tối nay gặp nhau ở nhà hàng nhé anh có chút chuyện muốn hỏi về chị gái quan của em. Min định chạy theo từ chối thì tên E đã phóng xe đi mất. Đột nhiên cô trông thấy Sila gần đó thế là liền chạy tới hỏi anh về thăm ngôi nhà mình từng ở sao. Sila nghe xong thì chối ngay bảo cô đừng có thấy sang bắt quàng làm họ. Min nói đã thấy anh tới thăm Oi ở bệnh viện chắc hẳn anh đã ra tay với cô ấy chứ gì thì anh Giai hỏi cô có bằng chứng không sao hay tưởng tượng ra thế. Min đưa anh 50 bảo Sila hãy cầm lấy số tiền này và cút khỏi đời tôi nhưng anh trả lại nói chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài rồi lên xe rời đi. Chắc do lúc nãy nghe lén được cuộc hẹn của tình đầu và thằng chó E nên anh Giai cay cú lập tức gọi điện hẹn ngay một em chân dài tối nay cũng tới nhà hàng đó. Giờ hẹn đã đến tại nhà hàng nam nữ chính đụng mặt nhau mà em Min tỏ ra vô cùng khó xử. Lúc này cô nàng chân dài mà Sila hẹn cũng diện một bộ cánh hết sức là nóng mắt đến khiến thằng chó E bàn bên cứ nhìn theo hoài. Từ miệng Emmy nam chính biết được cô đã từng gặp tên khốn E ở song bài. Vậy là còn chờ gì nữa anh chuyển khoản thẳng cho cô nàng một số tiền lớn yêu cầu cô làm mọi cách khiến E phải đến chơi ở song bài của mình. Chuyển cảnh tới con mụ Sida đang hào hứng đi mua bất động sản. Vừa chốt được căn mặt tiền Hồ Tây thì đột nhiên nhân viên thông báo đã có người khác ưng căn đó chuẩn bị ký hợp đồng rồi. Sau khi biết người chuẩn bị mua căn hộ mình thích lại chính là dì Mam con mụ Sida điên máu không chịu được.
bà ta bắt quản lý gọi cho chủ thầu dự án để xem ông ấy muốn bán cho ai thì cô nhân viên báo rằng chủ tịch không đồng ý với phu nhân Sida được đâu ạ. Quê là quê là quê, chúng mình quê nhiều. Con mụ già xấu xa quyết định gọi điện cho em gái để bảo cô nói với em rể giúp mình có được căn hộ này. Ai mà ngờ được ông em rể này lại chính là tay to đã bảo kê cho dì Mam nẫng tay trên của phu nhân Sida cơ chứ. Thì ra lúc nãy ở sảnh dì Mam đã nhanh tay hơn nhắn cho người tình nhờ giúp mình nên mới thành công cướp được căn mặt tiền Hồ Tây đó. Trở lại với Min, sau khi bị thằng khốn E lợi dụng khai thác thông tin về chị Quan thì liền bỏ đi để cô tự về một mình. Thấy Sida dừng xe trước mặt mình thì cô tưởng anh chàng định chở mình về nên từ chối luôn. Ai ngờ ông anh chỉ thấy thùng rác nên định dừng lại vứt rác mà thôi. Min bị bỏ lại một mình đành phải bắt xe ôm đến công ty cơ mà anh tài xế nói người đàn ông đi mạch trắng hồi nãy đã trả tiền xe cho cô rồi. Ngày Quan về nước cũng tới, vừa ra khỏi sân bay Sida đã gửi ngay một con siêu xe đến đón cô gái nhưng do không biết anh là ai nên Quan lập tức từ chối. Cả nhà gặp lại Quan sau nhiều năm xa cách thì vô cùng mừng rỡ ôm chầm lấy nhau. Lúc này mẹ con nhà Cám biết chuyện cũng lần sang chúc mừng còn mua hoa và vòng kim cương tặng cho Quan nữa. Bên khác Sida tiết lộ mục đích anh gửi xe đến đón Quan là vì muốn cô tò mò về mình. Trở lại với Quan, bà chị bắt Min phải thay mình đi trả lại vòng kim cương cho E bởi vì biết anh ta tặng thứ đồ này cho mình là có ý gì. Nếu chỉ bằng chiếc vòng kim cương mà muốn có được trái tim thiếu nữ thì anh ta đánh giá cô hơi thấp rồi. E cầm vòng về đương nhiên cay vừa cờ lờ rồi, chỉ là một đứa con cháu dòng dõi quý tộc gia đình phá sản thôi mà dám lên mặt từ chối khiến hắn quê như thế. Cơ mà mẹ hắn lại ưng tính cách này của Quan vô cùng. Bà lên kế hoạch rằng sắp tới có buổi đấu giá kim cương, sai con trai phải đến đó đưa ra mức giá cao nhất mua bằng được kim cương tặng cho Quan ngay tại buổi đấu giá khiến mọi người ghen tị. Đã bực thì chớ lại còn thua bạc, thế là hôm sau E tới công ty ép trợ lý phải làm xét ứng trước cho mình một khoản tiền lớn rồi hắn sẽ bù vào sau. Tại nhà Quan, Tu F bên ngoài giúp việc chạy vào nói có người gửi cho cô một món quà nhưng không để tên, mở ra mới biết bên trong là đầm dự tiệc và nước hoa mà Sida tặng cho mình. Còn có cả giấy mời tham dự buổi đấu giá kim cương sắp tới nữa. Bên khác anh đồng nghiệp thấy Min cứ phải còng lưng ra đi làm rồi lấy tiền đó thuê limousine cho mẹ và chị gái đi tiệc thì vô cùng bất bình. Min đáng thương nói dù mẹ không phải mẹ ruột của mình nhưng mẹ có ơn với mình. Cho được gì thì mình vẫn sẽ cho thôi. Cuối cùng cũng đến ngày diễn ra buổi đấu giá. Hai mẹ con nhà Tấm lên đồ sang chảnh còn cưỡi cả limousine mà Min đặt đến bữa tiệc. Tại đây Sida cố ý xịt mùi nước hoa mình tặng cho cô gái thật đậm sau đó đi ngang qua Quan khiến cô vô cùng tò mò, trở lại với cô bé lọ lem Min. Trong lúc dọn dẹp đống lộn xộn do mẹ và chị gái bày ra, cô vô tình nhặt được tấm thiệp chúc mừng có ghi tên Sida. Vậy là liền nảy sinh nghi ngờ tên đàn ông đó tặng nước hoa nam cho chị mình thế này chắc chẳng phải chuyện tốt gì đâu. Phía bữa tiệc sau khi chiếc vòng cổ Verdet được tung ra thì E đã cố hết sức tranh giành với Sida cuối cùng thành công mua được chiếc vòng giao ai trước mặt người đẹp. Chỉ là Quan chẳng mấy quan tâm. Thấy Sida đứng lên rời đi, cô lái liền lập tức đuổi theo cuối cùng lại rơi vào vòng tay nam chính. Tại đây anh xin lỗi vì đã không đấu giá được chiếc vòng cổ cho cô. Còn nói sở dĩ phải hẹn Quan ra bằng cách này bởi vì sợ rằng nếu công khai tán tỉnh cô sẽ thấy xấu hổ về nghề nghiệp làm chủ hộp đêm của anh. Quan nghe xong liền nói nếu anh kiếm tiền từ công việc hợp pháp của mình thì anh cũng danh giá chẳng khác gì tôi cả, sau đó rời đi. Nam chính vội vàng chạy theo nói rằng tôi hy vọng cô sẽ cho tôi một cơ hội. Sida sau khi nhờ người điều tra được Sida chính là cháu của dì Mam thì tỏ vẻ coi thường ra mặt. Bà ta lôi thằng con quý tử vào phòng thông báo tin này rồi còn nói nếu nó đến đây để dọa mẹ thì mẹ sẽ cho nó biết dọa thật sự là như thế nào. Vậy là con ả ngay lập tức tìm tới gặp Sida. Vừa giao lưu được vài câu thì dì Mam gọi tới nói rằng cảnh sát xông vào hộp đêm nhà mình kiểm tra vì có người đã báo cáo ở đây chơi đồ cấm. Nghe đến đây thì anh đoán ra được thủ đoạn của ai rồi. Mụ Sida tiến tới dằn mặt nam chính rằng nếu muốn chơi với tao thì đợi răng sữa rụng đã. Nếu mày và dì mày không thôi xía mũi vào cuộc sống gia đình tao thì chuyện không chỉ dừng lại ở thế này đâu. Đợi con ả rời đi, Sida liền gọi cho Emmy nói cô hãy chuẩn bị đi vì hôm nay E đã mất một món tiền lớn. Chắc chắn ngày mai hắn sẽ đi đánh bài để kiếm lại nên hãy mang hắn tới sòng bạc của anh nhé. Mà thằng khốn nạn E lúc này đang điên hết cả đầu vì đào đâu ra một đống tiền thanh toán cho bộ trang sức kim cương kia bây giờ. Đành đổi sang kế hoạch B xin mẹ tìm đối tượng khác cho mình cơ mà bà Sida không đồng ý. Bà ta nhớ lại trong bữa tiệc Quan cứ liên tục đá mắt sang Sida nên không muốn hai mẹ con thua tên nó. Quả nhiên nam chính tiên đoán như thần, ngay ngày hôm sau E đã có mặt tại sòng bạc kiếm tí rồi. Emmy theo kế hoạch giả vờ đâm sầm vào E thành công kết bạn và đưa hắn tới sòng bạc của Sida. Anh Min sau khi thấy thằng này tự chui đầu vào bẫy liền lệnh cho lính để E tối nay đánh trận nào thắng trận đó. Đúng là như vậy, thằng chó thắng lớn cười phớ lớ còn định mời Mi đi làm tí rau tí bún nhưng cô chê vội. Bên khác Min tốt bụng chạy đến nhắc nhở chị gái cẩn thận với người đàn ông tên Sida nhưng bà già này thấy em gái tìm hiểu về anh đẹp trai này thì liền nổi đoá lên.
chửi cô rằng có phải trước đây chị đối xử với em tốt quá làm em quên em không phải em gái ruột của chị không. Min vừa nói thêm nhưng anh ta là chủ hộp đêm toàn gái làng chơi đó thì Quan ngắt lời, chẳng lẽ cô đã quên trước đây mẹ cô làm nghề gì rồi à? Chẳng phải mẹ cô từng làm tiếp viên nhà hàng câu dẫn bố tôi nên giờ mới có cô đứng ở đây sao? Tôi đối xử tốt với cô, coi cô như em gái là vì bố cầu xin chứ không có nghĩa là mẹ và tôi đã quên cô là con vợ bé. Cuộc đời tôi tự lựa chọn được người đàn ông tốt với mình nên không cần ai xen vào dạy bảo đâu. Min bị người chị mình yêu thương tuôn cho một chàng như vậy thì chỉ biết câm nín rơi nước mắt. Vừa trở về phòng thì người làm thông báo bố cô đã mất tích. Min chạy đôn chạy đáo đi tìm thì thấy bố được Sila dẫn về vì anh tình cờ bắt gặp ông ngoài ngõ. Vậy là cô gái ôm chầm lấy bố rồi rối rít cảm ơn Sila. Để báo đáp ân tình này, cô liền mời anh đến căn chòi nhỏ sau nhà, nói anh đợi ở đó lát tôi sẽ mang bánh qua. Sila trở lại nơi tràn ngập ký ức vừa ngọt ngào vừa đau khổ của mình thì cảm xúc vô cùng lẫn lộn. Lúc này Min cũng mang cà phê và bánh qua mời anh vào 1 giờ sáng, chắc ý muốn để anh thao thức đây mà. Cô gái hỏi tại sao anh lại theo đuổi chị Quan trong khi anh không thích chị ấy. Sila nhìn Min với ánh mắt hổ rình mồi hỏi vậy tôi nên theo đuổi cô à? Cô gái tức giận quát lớn, sự thật là anh nên tôn trọng phụ nữ hơn như thế này, bởi vì tiền anh kiếm được là từ phụ nữ đấy. Sila nghe xong liền tức giận ôm Min vào lòng, sau đó bế cô ngồi xuống ghế. Anh đe dọa cô hãy nhỏ tiếng thôi, nếu có ai nhìn thấy chúng ta trong tình trạng thế này họ sẽ nghĩ gì. Min tất nhiên không chịu khuất phục, cô đứng lên tát cho tên sở khanh này một phát. Buồn cho em gái là ông anh này có tính biến thái bị oánh rồi vẫn cố chấp kéo Min lại hôn cô thật chặt. Bị cô gái đẩy ra, anh ra liền đều cáng nói tôi đã định đổi ý chuyển từ chị sang em gái đấy, nhưng sau khi kiểm hàng thì cô không đạt. Min nhìn người đàn ông rời đi lòng chỉ biết cay cú. Đêm đó hai người ngồi nhớ về nụ hôn mà mỗi người lại có một cảm xúc khác nhau. Sáng hôm sau vừa mở mắt ra, thằng chó e biến thái đã lén lút rình mò cháu gái của cô giúp việc nhưng bị mẹ bắt gặp. Bà Sida ngay lập tức lôi thằng rời đánh này ra, vừa đánh vừa chửi cho một trận ra trò. E xun xoe nói con sẽ không hạ mình thèm cháu gái của người làm đâu, hôm nay con sẽ đi lấy vòng cổ về tặng cho Quan nên mẹ cứ yên tâm. Bên khác, Quan sau khi lái chiếc xe của nhà mình tới trung tâm mua sắm thì liền bị cô bạn chê lên chê xuống khiến Quan cay vờ cờ lờ. Tình cờ cảnh này lại bị Sila bắt gặp. Quan bị quê vậy thì đổi ý không mua quần áo nữa mà chuyển qua xem xe mới. Cơ mà làm gì có tiền nên chỉ đi xung quanh hỏi giá tùm lum. Đột nhiên hai mẹ con nhà kia xuất hiện đòi mua chiếc xe Quan thích, còn nhìn ra cô nàng nghèo như chó nên chửi thẳng mặt cô. Lúc này Sila xuất hiện thẳng tay vung tiền mua chiếc xe tặng cho Quan, dằn mặt hai mẹ con kia. Quan chạy theo hỏi tại sao anh phải làm cho tôi nhiều thế thì Sila đáp nếu có thể khiến người tôi thích thấy hạnh phúc thì tôi nghĩ là đáng. Dì Mam bên kia đang đi sắm cà vạt mới làm quà tặng cho ngài Pirat thì lại đụng mặt hai chị em Sila. Tại đây bọn họ lời qua tiếng lại xô xát một hồi làm chiếc cà vạt rơi xuống văng ra khỏi túi. Cơ mà không muốn nhiều lời với đám người này nên dì Mam chỉ nhanh chóng dẫn Well rời đi. Trở về nhà, dì tới tìm Sila cầu xin anh hãy ngưng kế hoạch trả thù này lại đi vì nó rất nguy hiểm, nhưng anh dai hòng chịu. Min bên kia thấy cảnh cáo Quan mà bà không nghe, thế là đành phải đến tìm nguyên nhân của mọi việc để nói chuyện. Tới nơi không thấy Sila đâu nhưng thay vào đó lại gặp được dì Mam. Min nhờ dì Mam hãy chuyển lời cảnh cáo của cô đến Sila rằng mong anh đừng quấy rầy người nhà mình nữa, sau đó rời đi. Dì Mam nghe xong thì sốt hết cả vó, gọi điện cho thằng cháu mà nó không bắt máy. Min vừa trở về nhà nghe tin chị Quan đem xe của mình đi đổi lấy chiếc xe mới của người khác tặng thì sốc vừa lở. Bà mẹ thấy cô tỏ thái độ như thế lập tức chạy tới nói tuy mày trả tiền nhưng xe đứng tên tao cơ mà, nên cái nhà này ai dùng mà trả được. Quan cũng không ngần ngại thêm dầu vào lửa nói xe em cũng đâu phải đắt tiền hay đời mới gì. Thực ra em còn phải cảm ơn chị đấy vì nhờ chị nhà mình mới có chiếc xe giá khủng như vậy mà không tốn một đồng nào, còn bỏ được đống phế liệu là chiếc xe của em. Min yếu ớt phản kháng nhưng đó là món đồ mà cô rất nâng niu yêu quý, chị không có quyền làm vậy. Quan nghe xong lời này liền nói tôi tưởng cô bảo tôi là người chị cô rất yêu thương nên muốn tôi hạnh phúc mà. Hóa ra chỉ toàn nói dối nịnh nọt vì cô là đứa trẻ thiếu thốn sự yêu thương thôi. Nữ chính cãi sao lại bà chị có bằng thạc sĩ này, đành quay qua tìm Sila chửi cho bõ tức thôi. Sau khi được anh giai cho vào nhà, Min liền bày tỏ nguyện vọng muốn lấy xe của mình về nhưng Sila dễ gì đồng ý. Chắc vì vậy mà cô gái buông lời sỉ nhục nghề nghiệp chăn rau của anh nông dân khiến anh vô cùng tức giận. Sila cảnh cáo Min rằng chuyện giữa tôi và chị gái cô là của riêng hai người, không liên quan đến người ngoài. Sau đó đuổi Min cút ra ngoài ngay và luôn. Nữ chính không chịu về mà chạy theo hỏi Sila muốn gì từ chị gái mình. Bất ngờ bị cô gái giữ lại, Sila mất thăng bằng, thế là cả hai liền rơi mẹ xuống hồ nước. Bên dưới hai người vẫn tiếp tục cãi nhau om sòm. Min khẳng định sẽ đéo bao giờ để chị Quan trở thành đồ chơi trong tay thứ coi thường phụ nữ như anh vì chị Quan là cô gái tốt. Sila nghe vậy liền hỏi thế giữa cô chị và cô em ai là cô gái tốt hơn, hãy để tôi tự khám phá nhé. Sau đó nhảy bổ vào hôn Min mặc dù bị cô cho ăn mấy cái bánh vả.
Min Sang Chấn tâm lý sợ hãi bước lên bờ cảnh cáo Sila rằng nếu anh còn đụng đến người nhà cô chắc chắn sẽ ngăn cản bằng được rồi chuồn luôn. Vừa ra đến cổng thì gặp dì Mam đã đứng sẵn ở đó. Dì Mam thấy cô gái khóc liền chạy vào chửi thẳng mặt thằng cháu rằng cháu đã hứa sẽ không làm tổn hại đến người phụ nữ khác mà. Có biết hôm nay Min đến tận hộp đêm tìm dì vì nó nghĩ cháu là to không? Sila nghe vậy phán một câu xanh rờn rằng giờ chắc cô ấy chẳng nghĩ thế nữa đâu vì cháu đã cho Min thấy Sila khác to đến mức nào. Tối đó Min đang ngồi buồn bã vì mất xe lại còn gặp phải thằng L thì Quan đi đến. Con ả đưa cho Min một đôi giày rách nói đôi giày này đắt tiền lắm đó coi như đền bù cho việc chị chửi mẹ em là vợ bé nhé. Còn mặt giày nói dù sao xe em cũng mất rồi hay là sáng mai rửa xe cho chị đi chị nghe mẹ nói em thích rửa xe trước khi đi làm. Min lương thiện chỉ biết cam chịu đồng ý. Không ngờ toàn bộ cuộc nói chuyện đều bị Sila bên ngoài cổng chứng kiến hết. Thấy Min khóc anh chỉ biết bất bình thay cô gái nên lập tức gọi cho ai đó. Hôm sau dì Mam đang đi ăn với ông Pirat thì lại đụng mặt bà Sida và vợ ổng. May mắn thay lúc này Pirat có việc đi đâu đó nên dì Mam mới nhanh chóng chạy thoát được khỏi móng vuốt của hai con mụ này. Bên khác thì ra người mà Sila gọi điện tối qua là CEO của một công ty lớn. Anh liên lạc để giới thiệu Quan cho công ty họ vì biết cô nàng đang thất nghiệp, còn tới tận nơi tìm gặp người đẹp khen cô nàng hết lời khiến Quan vô cùng đắc ý. Quan sau khi kiếm được việc làm thì vui vẻ gọi điện mời Sila đi ăn một bữa nhưng anh chàng chê vội khiến ả vô cùng tức giận. Sau khi từ chối người đẹp Sila liền leo lên chiếc xe cũ của Min rồi lái đi đâu đó. Thì ra là tới công ty tìm mối tình đầu. Tại đây sau khi chọc giận nam chính Min liền lập tức chạy đi nhưng không may vẫn bị anh đuổi theo giữ lại. Sila đưa chìa khóa xe cho Min nói không cần chiếc xe rách của cô nữa. Min không muốn lấy lại vì cô ghê tởm loại đàn ông như anh đã vấy bẩn chiếc xe của mình. Sila dúi chìa khóa vào tay Min rồi nói người phụ nữ mà tôi hứng thú là chị cô chứ không phải cô nên tôi không cần biết cảm nhận của cô về tôi là như thế nào. Và nếu không muốn gặp rắc rối thì đừng xen vào chuyện của tôi và chị gái cô nữa. Tối đó Quan tìm đến nông trại của Sila để xem xét công việc chăn rau của anh chàng như thế nào. Sila biết chuyện thì ý cười liền hiện ra mặt bởi vì có vẻ loại phụ nữ như Quan đầu tư còn nhanh và rẻ hơn cả thằng chó đẻ e nữa, hoàn toàn trái ngược với Min. Tối đó mẹ con nhà Tấm trở về thấy xe của Min chễm chệ trong sân liền lao vào nhà hỏi cho ra nhẽ. Min thành thật đáp là Sila mang đến công ty trả lại cho mình nhưng vì hồi sáng ảnh từ chối Quan do có việc quan trọng nên hai người họ không tin. Quan nhảy bổ và nói tao phát hiện ra ngoài việc toàn ăn không nói có thì mày còn muốn dành Sila cho riêng mình nên mới cố gắng ngăn cản hai bọn tao, đừng tưởng tao không biết gì. Chỉ mỗi cái xe rách tao đem cho anh Sila mà mày nhảy bổ lên vì có cớ lén đến gặp anh ấy chứ gì. Min phủ nhận lập tức bị Quan lôi ra sân cho ăn ngay mấy cái bánh và vì cho rằng cô đang nói dối. Nữ chính đáng thương chỉ có thể giải thích tại vì cô nghĩ Sila là to người chị Quan đã từng xem thường nên mới ngăn cản chứ không hề thèm muốn. Quan và mẹ tiếp tục chửi Min thằng to đã ngỏm từ đời nào rồi sao mày còn nhắc đến nó. Quan nghe xong gào mồm lên nói con chó mồ côi như thằng to sẽ đéo bao giờ động vào được tao đâu nên mày đừng để tao nghe thấy tên nó nữa. Mà Sila bên ngoài đã nghe hết tất cả. Chứng kiến mối tình đầu vừa đi về nhà nhỏ vừa khóc anh liền ngay lập tức trèo tường vào gặp. Thấy cô nàng bị đau chân mà vẫn cứng đầu nam chính liền lấy chân mình kẹp chân cô thật chặt sau đó vén quần lên kiểm tra. Anh chàng nhẹ nhàng thổi vào vết thương như hồi bé khiến Min bất giác lại nhớ về to. Hồi đó chính miệng to đã hứa sẽ bảo vệ cô khỏi Quan và mẹ không để cho cô chịu thêm bất cứ thương tổn nào nữa. Trở lại hiện tại Min hỏi Sila có phải anh thấy chị Quan gọi tôi là con vợ bé nên mới lo lắng cho tôi vì anh cũng có hoàn cảnh giống vậy đúng không anh to. Sila tất nhiên không thừa nhận còn chửi Min rằng hãy thôi ngay cái trò nhận người quen đó đi vì tôi thấy phiền lắm. Min nói nếu không phải vì anh thì chị Quan sẽ không đời nào đối xử với tôi như thế. Nếu anh có ý định xen vào và phá nát gia đình tôi thì chúc mừng anh thành công rồi đó. Min nói cô căm ghét đến nỗi không thể nhìn mặt anh sau đó mời anh ra ngoài. Thấy Sila không đi cô gái đang định đi thì bị anh gọi lại. Ngu chưa tự dưng gọi làm gì để Min quay lại nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngực anh. Cô gái lao tới nói nếu anh không phải to thì có dám vạch áo ra cho cô xem ngực không vì anh to có một vết sẹo ở ngực. Đúng lúc này ông song sắc tới tìm Min thế là Sila phải nhanh chóng trốn ra cửa sau. Ông bố bước vào phòng an ủi con gái và muốn cô hãy chấp nhận rằng to đã chết rồi. Min bần thần tâm sự với bố rằng cô muốn xem chiếc nhẫn và vết sẹo của Sila để xác nhận người đàn ông tồi tệ đó không phải anh to dịu dàng của mình. Sila bên ngoài nghe thấy tất cả chỉ đành đau lòng rời đi. Ra tới cửa anh gọi điện cho Quan giải thích rằng hôm nay chính mình đã mang xe đến trả cho Min vì không muốn hai chị em cô xảy ra mâu thuẫn. Còn nhân tiện hẹn Quan ngày mai đi ăn tối cùng mình làm cô nàng phải từ chối cuộc hẹn với anh e giấu yêu. E tức giận nói em muốn quen với chủ hộp đêm để trở thành một trong những món đồ chơi của anh ta sao làm Quan sôi máu bắt e xin lỗi. Thấy thằng này vẫn đéo ăn năn mà còn chửi thêm cô gái liền nói dù tôi chọn đàn ông thế nào cũng đéo chọn loại như anh làm e bực bội rời đi.
Hắn trở về nhà ánh mắt căm thù nói với mẹ rằng con sẽ dẫm thằng Sila bẹp dí để Quan hối hận mà quay về cầu xin với con. Tối đó cháu gái bà giúp việc lấy cớ mang sữa lên cho phu nhân Sida mà diện hẳn một bộ đồ ngủ nóng mát. Ai dè bị e bắt bài vì mẹ hắn bị dị ứng với sữa, thế là em gái thành công lọt vào mắt một thằng mặt lờ rồi đó. Hôm sau Sila đánh xe đến tận cổng nhà rước người đẹp đi chơi khiến e trông thấy mà điên hết cả tiết. Min cũng trông thấy cảnh này lập tức lên xe thằng bạn phi tới theo dõi cặp đôi kia hỏng phá đám. Không ngờ first date mà ông anh này cũng mặn mà thật đưa Quan đến tận trung tâm thể hình để hẹn hò. Phía sau thằng chó e cũng theo sát hai người còn gọi điện cho con nhỏ nào đó sai cô xử lý Sila. Quan và Sila đang vui vẻ chuẩn bị cùng nhau vào tập thể dục thì nhân viên báo rằng có một cô gái tên J-Pen hẹn gặp anh ở sảnh. Thì ra kế hoạch của E là nhờ J-Pen nói dối rằng Sila là bồ của cô để Quan thất vọng. Ai mà ngờ con nhỏ này lại thuộc phe của Sila nên liền vạch trần bộ mặt thật của thằng E trước mặt Quan và nam chính. Quan biết chuyện liền chửi thẳng mặt E đúng là loại đàn ông đéo ra gì, E cay cú chỉ đành lôi nghề nghiệp làm nông chăn rau của Sila ra mà nói. Còn chửi đồng tiền anh kiếm được toàn là từ việc bán phụ nữ. Dứt lời liền ăn ngay giáng long thập bát trưởng của Sila vào mặt ngã rúi rụi. Định đánh trả nhưng ăn sao lại nam chính lập tức bị anh khống chế luôn. Quan biết mình không chọn nhầm người liền gọi bảo vệ kéo E ra ngoài làm hắn nhục nhã bỏ về. Min ở bên ngoài chứng kiến tất cả còn trông thấy cả chiếc nhẫn rơi ra từ cổ áo Sila nữa chứ. Quyết tâm dù bằng cách nào cũng phải làm cho chị Quan tin rằng Sila chính là to. Vậy là cô nàng nhanh chóng tìm đường vào phòng thay đồ hòng nhìn xem trên ngực Sila liệu thực sự có vết sẹo hay không. Tại đây Min trèo lên thùng rác dùng điện thoại chụp lén nam chính đang thay đồ ai ngờ đột nhiên lại trượt chân ngã xuống. Tiếng động cô phát ra làm Sila nghi ngờ thế là bắt quả tang ngay tại trận. Anh lập tức đuổi theo giữ Min lại hỏi tại sao cô lại phải cố gắng chứng minh tôi là anh to của cô như vậy. Min đáp vì nếu anh là to chị Quan sẽ không dính dáng gì đến anh nữa. Còn kể ra một loạt những nỗi nhục nhã đau khổ mà lúc nhỏ to phải chịu khi bị Quan và E bắt nạt. Sila nghe xong liền nói nếu tôi là to mà phải chịu những điều như vậy cô nghĩ bây giờ tôi có thể chấp nhận Quan sao? Vậy giả sử nếu tôi là to thật thì cô định làm gì? Min thành thật trả lời rằng nếu to thực sự còn sống vậy có nghĩa là anh ấy đã được tái sinh ở một cuộc đời mới. Tại sao phải sống trong quá khứ, tại sao phải cứ mãi ôm hận thù làm gì? Người thoát ra được khỏi quá khứ mới có được hạnh phúc. Cô nói giả như anh là to anh có thể quên đi mọi chuyện và đừng động vào chị Quan được không nhưng Sila hòng chịu. Anh cho rằng Min thích mình và muốn dùng chung chồng với chị gái, Min đương nhiên bật lại ngay. Cô nói nếu như không phải nghĩ anh là to thì tôi sẽ không bao giờ đến gần loại đàn ông hạ thấp nhân phẩm và coi thường phụ nữ như anh. Chỉ riêng chuyện anh đánh phụ nữ sảy thai thôi cũng đã đủ để tôi ghét anh rồi. Còn chưa kịp nói hết lời anh dai đã đè Min vào tường khóa môi cô lại làm cô phải câm luôn. Mà Quan lúc này đang đứng đợi bên ngoài sốt hết cả ruột, đúng lúc bước vào thì nghe thấy Sila đang đuổi Min ra ngoài vì anh quan tâm Quan chứ đéo phải cô. Thừa thắng xông lên Quan lôi Min ra ngoài chửi cô là đồ vô liêm sỉ muốn dây dưa với người đàn ông của chị gái. Sau khi Min giải thích Sila chính là anh to thì Quan lại tiếp tục buông lời chửi to chỉ là con chó hoang không ai thèm nuôi. Nếu nó không chết đuối thì cũng sẽ bị lây bệnh từ người mẹ làm gái của nó mà chết thôi. Min không nghe mà nằng nặc bắt Quan hãy xem nhẫn của Sila đi vì chắc chắn trên đó có khắc tên mẹ anh ấy. Sila không ngần ngại tháo chiếc nhẫn ra đưa người đẹp xem và quả nhiên trên nhẫn không có chữ gì hết. Min nói nếu anh cứ khăng khăng mình không phải to thì từ nay tôi sẽ coi như anh to của tôi chết rồi sau đó quay người rời đi. Quan cũng xin lỗi Sila và bỏ về ngay sau đó. Chỉ còn lại một mình lúc này nam chính mới lôi từ trong túi ra một chiếc nhẫn khác có khắc chữ. Trở về nhà anh thừa nhận với dì Mam rằng mình đã dành tình cảm cho một cô gái suốt 20 năm rồi nhưng bây giờ lại không thể hiện ra được. Dì Mam khuyên thằng cháu cứ để hai mẹ con Sida tự gánh nghiệp quả của mình còn anh hãy làm theo trái tim đi nhưng Sila không nghe. Bên khác bà vợ Pirat đang định ra ngoài thì giúp việc chạy tới đưa cho bà một thỏi son nói rằng tìm thấy trên xe ông chủ. Nhìn phát biết ngay đéo phải son của mình bà cô liền lập tức chạy vào xe chồng lục soát ai ngờ tìm thấy thẻ thành viên hạng VIP của Devil Club. Chạy tới mách với chị gái thì bà Sida liền nói hộp đêm đó chính là của Pim Suda hay còn gọi là dì Mam. À xui em gái hãy điều tra xem ngài Pirat mua ai để ăn sau đó xử lý con nhỏ đó. Bên khác Quan lôi Min nhà mình về nhà đánh cô sấp mặt lờ. Còn cảnh cáo rằng nếu Min dám câu dẫn Sila lần nữa thì sẽ tiễn cô đi cùng thằng to luôn đấy. Bà mẹ thấy thế cũng lôi ông bố ra đe dọa nếu Min còn làm tổn thương Quan thì cả hai người đều phải trả giá. Min đau lòng chạy tới căn nhà nhỏ ôm chiếc kèn của to mà khóc. Sila lòng cũng không thôi lo lắng lén trèo vào gặp Min. Trông thấy người mình yêu thương dù ra nông nỗi này vẫn một mực bảo vệ Quan anh xót xa vô cùng thơm vào trán cô một cái. Quyết tâm phải khiến bọn người xấu xa đó trả giá. Bên khác vợ Pirat và bà Sida tìm tới tận hộp đêm để bắt gian xem con nhỏ cướp chồng mình là ai.
Cũng may mà Well nhanh trí bảo dì Mam đóng cửa xe và vào trong trước để cô tiễn ngài Pirat mới giúp dì tránh được một kiếp nạn này. Chỉ là Well lại phải dính vào một mớ rắc rối khác khi vợ Pirat cho rằng chính cô gái đã lén phén với chồng mình. Cô nàng vừa ra tiễn khách về thì bị con mụ Sida cho người lái xe đến bắt cóc. Trên xe cô bị hai người phụ nữ đánh đập tàn nhẫn còn dùng dao định rạch mặt. May mắn lúc này dì Mam đuổi đến nơi kịp thời ngăn lại. Hai đánh một không chột cũng què dì Mam ngay lập tức bị bọn họ khống chế và cầm dao đe dọa. Nếu còn dám dính dáng đến gia đình tao nữa thì mày và gà của mày sẽ không yên đâu. Cùng lúc đó tại sòng bạc thằng chó E rơi vào bẫy của Sila đổ một đống tiền vào bài bạc để ăn thua. Cuối cùng mất trắng còn phải tìm tới Mi để vay tiền. Chỉ chờ có thế Mi ngay lập tức giới thiệu cho E một chỗ vay thế chấp uy tín mà cổ biết. E không thèm nghi ngờ nhanh chóng đưa bộ trang sức mới đấu giá được hôm trước ra cho Mi mang đi thế chấp giúp mình. Sila biết chuyện không những cho hắn vay mà còn cho vay hẳn một số tiền lớn hơn giá trị của bộ trang sức nữa với điều kiện phải ký giấy nợ. Trông thấy một món hời lớn như vậy, E đần độn chẳng mảy may suy nghĩ lập tức ký ngay vào giấy vay nợ. Cuối cùng hắn không những mất trắng tại sòng bạc mà còn nợ hộp đêm một khoản tiền khổng lồ. Cây cú gây chuyện đến nỗi mà bảo vệ phải lôi ra ngoài đuổi về. Nam chính thắng trận này không muốn chỉ dừng lại ở việc nhận chiếc vòng thế chấp của E mà còn muốn hắn đem cả nhà của mụ Sida ra thế chấp nữa kìa. Tối đó sau khi nghe điện thoại từ ngài Pirat, dì Mam liền nói với ông rằng chúng ta hãy tạm thời ngừng liên lạc với nhau đi. Vì vợ anh và bà Sida chắc chắn sẽ không thôi điều tra chuyện này. Bên khác Sila vừa về nhà thì Min đến tìm gặp anh. Cô vứt chiếc kèn của To xuống đất nói từ nay sẽ coi như anh To đã chết. Bởi vì cho dù anh có đúng là anh ấy thì cũng không phải là To mà tôi từng biết. Nam chính nghe xong chỉ nói ngắn gọn rằng tôi chả biết To là ai và có quan hệ gì với cô cả nên hãy đem luôn cả chiếc kèn này về đi. Min kiên quyết không đem về mà nói sẽ vứt nó ở đây để chứng minh suốt bao năm qua cô vẫn luôn giữ gìn chờ chủ của nó quay về lấy. Giờ chủ của nó không cần nữa cô cũng vứt mẹ đi chứ chẳng giữ để làm gì. Sau khi ném thứ cầm trên tay, Min ta tuyên bố rằng từ giờ sẽ không gọi anh là To nữa, đồng thời chào tạm biệt rồi bỏ đi. Đau khổ và nuối tiếc nhưng Sila vẫn cố kìm nén. Vì để thực hiện kế hoạch báo thù anh cũng quay đầu bước đi. Minh ta ngồi trong xe hy vọng có sự níu kéo nào đó nhưng rồi cô đành phải thất vọng rời đi, cố tỏ ra mạnh mẽ nam chính muốn chấm dứt mối quan hệ này. Chả hiểu sao bằng một thế lực nào đó anh vội vã quay lại tìm lại chiếc kèn harmonica. Mặc dù hai người hai nơi nhưng họ đều đau khổ vì câu chuyện tình dở dang này. Sáng hôm sau Sida yêu cầu E đưa cho mình chiếc vòng cổ kim cương, bà muốn dùng nó để hỏi cưới Kawan cho thằng con, chỉ có như vậy mới có thể qua mặt được Sila. Lo sợ rằng sẽ không được kế thừa tài sản của mẹ, E gọi điện nhờ người làm giả chiếc vòng cổ. Hắn giật mình khi thấy Gwen xuất hiện sau lưng. E cố giải thích rằng vì không muốn tốn 50 triệu cho người mình không yêu nên mới phải làm đồ giả. Thấy E có vẻ vừa lo lắng vừa tức giận, Gwen dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ hắn và thế là cả hai lôi nhau vào phòng hì hục cả buổi. Sida gọi điện cho Thong nhờ Gwen mang ví đến công ty cho bà. Trong khi Thong đang cực khổ tìm kiếm Gwen thì Sida đã về đến nhà. Đúng lúc này đôi ngựa non đang nghỉ giữa hiệp thì nghe thấy tiếng bà. Máu liều nhiều hơn máu não, Gwen nhảy từ trên tầng xuống. Nhờ vậy mà cả hai thoát nạn. Khi Gwen ngồi thoa thuốc, Thong chạy tới khuyên cô nên ra ngoài ở. Nhưng vì mặt dày đến mức râu còn không mọc được, ả nhất quyết không đi. Gwen tin rằng bản thân biết được bí mật của E nên hắn sẽ không thể nào bỏ ả được. Phía bên này Sila đang mải ngắm nghía chiếc harmonica thì Bắc chạy tới nói gì Mam đang chờ anh để đến hộp đêm. Đang buồn vì tình thì anh làm gì có hứng vui chơi. Đột nhiên Bắc muốn trông coi hộp đêm làm anh giật mình vội vã chạy tới nhà gì. Đến nơi anh tức giận vì Mam không nói cho anh biết có người đánh cô. Mam cho rằng mình là người sai vì gian díu với chồng người khác. Câu nói đó khiến Sila cạn lời. Anh chả biết nên bắt đầu giải quyết đám người đánh gì mình trước hay xử lý ngài Pirat trước. Nam chính không đồng ý với việc là một tay mặt lớn chỉ dám phản bội vợ nhưng lại không có khả năng bảo vệ ai của Pirat. Dì Mam nhắc nhở về thành công của ngày hôm nay là nhờ có gã. Sila cho rằng cho dù ông ta có giúp đỡ thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể lấy thân ra báo đáp và chấp nhận việc để vợ gã làm gì cũng được. Anh vội vã đi kiếm Pirat trả hết nợ nần thì Mam ngăn ảnh lại. Sau một hồi cãi lộn thì dì Mam tát anh một phát. Do sự nóng giận của bản thân mà mất kiềm chế, Sila quỳ gối xin lỗi dì. Hai người sau khi bình tĩnh lại thì ôm lấy nhau. Anh hứa rằng sẽ bảo vệ dì Mam cùng với những người anh thương yêu sau đó rời đi. Phía bên này Kawan đang vô cùng khó chịu vì Sila bỗng dưng biến mất. Mẹ của ả cho rằng Min đã xía vào chuyện tình của họ. Đang ngồi ngẫm nghĩ linh tinh thì tên đồng nghiệp chạy tới và nhắc Min chuyện gửi sai bản chỉnh sửa cho khách hàng. Anh không biết rằng cô bị chị Kawan tát cho mất não hay là do mải suy nghĩ âm mưu của Sila nên dạo này mới hay lơ đãng như vậy. Min nghiêm túc nói rằng cô đã cắt đứt mối quan hệ với nam chính, đồng thời sẽ bảo vệ chị gái theo cách của mình. Ở bên chỗ Sila, anh đã đến gặp riêng ngài Pirat. Sila nói cho người trước mặt mình trách nhiệm của một thằng đàn ông. Nếu không thể bảo vệ hai người phụ nữ cùng lúc thì tốt nhất nên để một người rời đi.
để họ có thể tìm người làm cho họ hạnh phúc hơn. Ở bên ngoài, bà cô nghe lén chưa đủ còn lấy điện thoại chụp ảnh nam chính. Sau cuộc nói chuyện, Sila tới tìm Kawan. Sau khi thấy món quà mà nam chính gửi cho chị gái, Min chạy ra ngoài gọi điện cho bà Sida. Đúng lúc này Sila đã tới cửa nhà. Kawan giận dỗi hậm hực cầm chiếc đồng hồ xuống tính trả lại. Nào ngờ dùng lời lẽ ngon ngọt Sila khiến cô gái trước mặt đã hạ hỏa phần nào. Nhưng thế là chưa đủ, anh lấy ra một chiếc vé du lịch Phuket và mời cô đi cùng. Cô ả đã nghiện còn ngại, mặc dù thích bỏ bố ra mà vẫn cứ cố làm giá. Bố cô thì đau đầu lo lắng, còn bà mẹ ở chiều trái ngược tích cực đẩy thuyền. Phía bên này Minh ta ám ảnh về to đến tìm bà Sida, kết quả bị bà lôi ra khỏi nhà. Đúng là oan gia ngõ hẹp, Minh ta lại đụng ngay mặt của Sila. Không nói gì, cô đi thẳng vào nhà đóng cửa thả chó, mặc kệ anh có cố bắt chuyện hay gọi điện. Sáng hôm sau tại trung tâm thương mại, chả hiểu duyên số của Minh ta thế nào mà lại va ngay phải Sila, anh trả lại cho cô đồ của Kawan. Cô thắc mắc tại sao anh lại biết đó là đồ của chị mình, thì anh trả lời ngay rằng chỉ nhìn thôi cũng đủ biết phẩm vị của người mặc. Minh ta bực tức vì cho rằng nam chính đang bôi nhọ và cười nhạo mình, cô quay đầu bỏ đi. Sila đuổi theo đến tận cửa nhà vệ sinh nữ. Nhân lúc anh đang nghe điện thoại, Minh ta lén chuồn bằng cửa sau xuống hầm. Không biết từ lúc nào nam chính đã đứng trước đầu xe, cô dọa rằng sẽ đâm anh. Không những không sợ, Sila còn thách cổ đâm mình. Không làm gì được Minh ta xuống xe, nhưng rồi lại bị anh tóm lấy dồn vào đít xe. Nam chính lấy ra chiếc kèn harmonica nhưng cô vội vã hất nó xuống đất. Sau một hồi đôi co, Minh ta nói rằng sẽ tống anh vào tù. Vừa dứt câu thì từ đâu lòi ra hai chú cảnh sát. Sila thử lòng xem cô có nhẫn tâm để anh bị còng tay không. Nào ngờ cổ đồng ý ngay lập tức. Nam chính ngơ ngác bất ngờ trước lời nói đó. Khi đang bị dẫn đi, Minh ta ngăn họ lại, tưởng rằng cô sẽ suy nghĩ lại, nhưng thực ra là cổ chỉ muốn trả lại cho ảnh chiếc kèn kia, ha ha. Sila mừng hụt lên hụt xuống, thì ra hai chú cảnh sát kia là do nam chính gọi đến, định diễn một vở kịch thử lòng Minh ta, nào ngờ cái kết thật là ối rồi ôi. Tôi cũng phải công nhận kịch bản này của Sila rất đẹp, nhưng tiếc là nó không xảy ra, ha ha. Sila nghĩ rằng Minh ta sẽ kiện mình, nhưng là một cô gái với trái tim nhân hậu, cô đã không làm thế. Phía bên này, dì Mam đang chờ sẵn anh ở nhà. Sau khi nghe tin cháu trai ở đồn cảnh sát từ Bắc, bà vội vã chạy đến xem xét tình hình. Tối đó anh mò đến nhà người anh yêu, vẫn khung cảnh ấy, vẫn con người ấy. Cổ đóng cửa thả chó, nhưng lần này Minh ta đã tặng cho anh một bài thuyết trình trước khi làm vậy. Sáng hôm sau, giám đốc xuất hiện và thông báo cho Minh ta và mọi người một tuần sau công ty sẽ đóng cửa để đi biển làm dự án thiết kế resort. Phía bên ngoài, Sila đang gọi nhờ anh Opat chuẩn bị sẵn chỗ ở cho kiến trúc sư sắp tới sẽ làm việc. Nam chính nhà ta lại chuẩn bị vẽ ra vở kịch nào nữa đây? Tối đó, ngài Pirat lén lút ra ngoài gọi điện thoại cho dì Mam, nhưng bà nhất định không nhấc máy, vợ của ổng đã phát hiện ra gì đó. Bà ta mời chồng uống ly cà phê mà mình đã pha. Các bạn muốn biết việc bỏ thuốc ngủ vào cà phê sẽ thức hay ngủ thì câu trả lời ở ngay đây. Ngài Pirat nằm ngủ như con heo quay, nhân cơ hội đó vợ của ổng đột nhập thành công điện thoại và gọi cho dì Mam. Chả hiểu sao bà từ chối chán chê, xong đúng lúc vợ ổng gọi thì lại nghe máy. Nghe thấy giọng người phụ nữ ở đầu dây bên kia, vợ ổng mắt trợn ngược không nói câu nào. Sáng hôm sau, hai chị em Wan và Sida cùng hẹn nhau ra quán nước buôn chuyện. Sau một hồi tán gẫu, vợ của Pirat lấy điện thoại chụp ảnh Sila đưa cho Sida xem. Bà ta vô cùng khó hiểu khi một người như anh lại có thể đứng nói chuyện với một người cao quý như ngài ấy được. Bất chợt cả hai nghĩ ngay dì Mam là người thứ ba phía bên nhà của Minh ta. Chị gái cô lại cảm thấy khó chịu vì nam chính lại đột nhiên biến mất không thể liên lạc được. Cô ả càng tức giận hơn khi biết được Minh ta đã đến resort Sila làm chủ. Công ty thiết kế 4 thành viên đã đến nơi, họ được quản lý dẫn đi tham quan xung quanh. Bất ngờ Sila xuất hiện, anh giới thiệu bản thân cho mọi người. Sau khi biết anh làm chủ nơi này, Minh ta bực tức xin lỗi mọi người rồi rời đi. Anh đi theo cô đến quầy tiếp tân, cố ý chọc tức chưa hết, Sila còn bám theo Minh ta đến tận phòng ngủ. Cô trách anh đã lừa mình đến đây làm việc, sau đó vùng vằng bỏ ra ngoài. Ra đến ngoài cửa, Minh ta cho rằng Sila không muốn mình đến đây làm việc mà chỉ muốn chị Kawan ghét cô hơn. Anh giải thích rằng vì không muốn thấy cổ bị đánh nên mới mời Minh ta về đây, nhưng mà tin thế đếch nào được, cổ giật lại túi đồ rồi đi tiếp. Ngoài sảnh, Kawan đã mò tới và vô cùng tức giận khi nghe đứa em gái đang đi cùng Sila. Ở bên này, đôi bạn trẻ đuổi nhau ra tận bãi biển. Hết lý do Sila lấy việc công ty sẽ phải bồi thường hợp đồng ra dọa cô, nhưng mà Minh ta cóc sợ cô sẽ nghỉ việc để không ảnh hưởng đến ai hết. Cảm thấy có nói nữa cũng vô nghĩa, Sila vác cô trên vai bước đi. Được một lúc, anh đặt cô xuống. Anh dùng lời thật lòng để nói với Minh ta. Cảm thấy sự chân thành trong đôi mắt kia, cô quyết định sẽ ở lại và suy nghĩ. Tính trở lại phòng cất đồ thì cô Innova ngay phải bản mặt đều cáng của Kawan. À đang tính hỏi tội Sila vì không nói cho mình biết em gái sẽ đến đây làm việc. Lấy hết can đảm, Minh ta giải thích đây chỉ là chuyện hiểu nhầm và hiện tại cô muốn trở về Bangkok. Nghe thấy vậy, Kawan kéo em gái về nhà cùng mình. Nam chính thấy không yên tâm, anh cố ngăn cản nhưng vô nghĩa,
không làm được gì anh bèn đuổi theo sau. Kawan phóng xe như bay dẫn Minh ta đến bờ biển, ả ta kéo em gái đến giữa cây cầu gần đó. Hai chị em cãi nhau một hồi thì Kawan động tay động chân đánh tới tấp vào người Minh ta. Sila vừa tới nơi thì đã thấy cảnh người anh yêu bị đẩy xuống biển. Anh vội vã lao xuống cứu cổ lên bờ, rõ ràng tự tay đẩy em gái ngã mà ả Kawan dám lại gần hỏi tình hình. Sila nhìn ả khinh bỉ rồi đưa Minh ta về resort nghỉ ngơi và chăm sóc. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói rằng cô ấy vì mệt và hoảng hốt nên mới bất tỉnh. Ngắm nhìn em yêu một hồi thì anh quyết định về phòng. Bất ngờ ở ngoài cửa Kawan đã mò đến hỏi thăm sức khỏe em gái. Sila trả lời lạnh nhạt rồi bỏ đi. Ả ta đuổi theo anh đến tận phòng. Kawan cố giải thích vì quá yêu anh nên mới ghen tuông rồi làm ra hành động mất kiểm soát như thế. Sila hỏi ả yêu mình thế nào thì bất ngờ Kawan đè anh xuống giường hôn lấy hôn để. Cả hai đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một đêm mặn nồng thì Sila đứng dậy nhường lại phòng cho ả rồi đến bên chỗ Minh ta. Anh cẩn thận nhẹ nhàng hạ thấp gối rồi đưa tay cô vào trong chăn. Tính bỏ đi rồi nào ngờ trong vô thức Minh ta liên tục gọi tên to. Anh vội vã lao tới xoa đầu nắm tay em yêu. Đắn đo suy nghĩ một hồi anh quyết định nằm cạnh ôm cô vào lòng. Dưới ánh trăng thanh đôi uyên ương nằm cạnh nhau trông thật xứng đôi vừa lứa. Sáng hôm sau cô nhớ lại lúc trước khi bất tỉnh Sila đã tự nhận mình là to. Cô lập tức đi tìm anh hỏi rõ mọi chuyện. Sau khi hỏi tiếp tân Minh ta khẩn trương tìm tới phòng Sila. Ở bên trong Kawan đang mừng thầm vì nghĩ nam chính tới tìm ả. Nhưng bất ngờ chưa bà già hai chị em vừa mới làm một trận bán sống bán chết giờ lại đụng mặt nhau. Kawan bịa ra rằng tối qua ả cùng Sila đã có một đêm mặn nồng. Nghe xong Minh ta có vẻ hơi sốc. Cô cố kể lại câu chuyện hôm qua lúc đuối nước cho chị gái nghe cơ mà ả ta đang phát rồ thì lỗ tai nào lọt được. Không chấp nhận sự thật, Minh ta tiếp tục dò hỏi về vết thẹo trên ngực nam chính. Kawan bực tức cho cô một tát. Sau đó là liên tục những lời sỉ nhục cô và mẹ. Phía bên này Sila biết được rằng Minh ta chưa xuống ăn cơm thì liền đi tìm cô. Bất ngờ cả hai đụng mặt nhau nhưng cảm xúc vô cùng xa lạ. Minh ta quyết định trở về nhà. Một lúc sau ở quầy tiếp tân Kawan biết được Sila cũng trở về Bangkok thì ả ta cũng đi theo. Minh ta đã về đến nhà theo sau là xe của Sila. Anh chỉ dám đứng ngoài cửa dõi theo người con gái mình yêu. Vừa nói chuyện với bà Sida xong thì Pisan đã nhận được cuộc gọi từ Sila hẹn gặp mặt. Sau khi hỏi nam chính biết được rằng thằng con trai bà Sida đã bú mất 50 triệu của công ty vì do đi công tác Hồng Kông 2 tuần nên bà chưa có biết chuyện này. Pisan hỏi rằng anh sẽ chiếm lấy công ty này đúng không, nhưng mà anh ngu gì mà nói. Ngay sau đó e nhận được cuộc điện thoại yêu cầu trả đủ tiền cho công ty trước khi bà Sida về. Quá lo lắng, hắn xông thẳng vào phòng mẹ mình mở két và húp được đống trang sức bling bling. Lo sợ bị bại lộ, hắn đưa cho Gwen một chiếc nhẫn yêu cầu cô cất nó cẩn thận. Trở về phòng e gọi điện hẹn gặp mặt người trước đây đã từng mua vòng. Phía bên này Kawan đến được địa chỉ mà tiếp tân đã đưa cho mình bấm chuông bấm còi nhộn cả lên. Cô đụng độ ngay Well quản lý của hộp đêm. Không phải dạng vừa đâu, cô gái trước mặt Kawan liên tục xỉ vả nhổ vào mặt ả. Đang tính tác động vật lý thì thanh niên bắc ngăn lại. Tối đó Sila gặp mặt Kawan, anh lạnh lùng bước qua nhưng lại bị ả ngăn lại bằng câu hỏi anh tránh mình bởi vì đã thích Minh ta phải không. Khi thấy Sila bước đi mà chẳng nói gì, Kawan kéo anh lại. Nam chính thanh minh việc mình không trả lời là bởi vì Sila không biết mình đã làm gì để ả nghĩ anh thích cô em gái. Sau một hồi tranh cãi, Sila biết rằng Kawan giận anh chỉ vì việc tối qua. Hiểu tâm lý phụ nữ, anh lôi được ả ta vào phòng mây mưa cả đêm. Phía bên này Minh ta đang đau buồn vì toàn bộ chuyện cô vừa trải qua. Khi được bố hỏi thăm, cổ nói rằng chỉ là do mình đang mệt mà thôi. Sáng hôm sau dì Mam bị đánh thức bởi khuôn mặt đáng sợ của bà Sida liên tục đòi kết liễu Sila. Cùng lúc đó ở bên phía nam chính, anh nói cho ả trước mặt mình việc tối qua anh chủ động tắt điện là vì có một món quà bất ngờ. Sila kéo áo để lộ vết thẹo trên ngực. Kawan nhớ lại lời em gái đã từng nói rằng to cũng có một vết thẹo như vậy. Ả ta không thể chấp nhận sự thật, nhưng mà thế thì vẫn chưa đủ khiến ả đau khổ. Sila lấy ra chiếc nhẫn khắc tên mẹ anh và nói rằng Minh ta cũng có một cái như thế. Ả ta quằn quại đau đớn. Không thể tin rằng bản thân lại bị một tên trước kia mình từng coi thường lấy đi thứ quý giá nhất. Sila trở về nhà xin lỗi dì Mam. Bà lo lắng nên mới gọi điện cho anh nhưng anh lại không chịu nghe máy. Dì Mam kể cho nam chính về giấc mơ Sida đã biết anh là to và hãm hại. Sila nắm lấy tay Mam khuyên bà không nên lo lắng cho mình. Cuộc đời anh đã nếm trải đủ rồi, kể cả cái chết. Sau đó anh ôm lấy dì Mam và khẳng định sẽ có một ngày nào đó khi anh đủ tự tin chiến thắng bọn chúng, anh sẽ tự công khai thân phận thật của mình. Khi thấy chị gái quay trở về, Minh ta lo lắng hỏi thăm sức khỏe của Kawan. Ả ta lại cho rằng cô đến để cười nhạo việc mình ngủ cùng to. Đang tính tác động vật lý thì bố mẹ kịp thời xuất hiện. Kawan bực tức không làm gì được, ra lệnh cho em gái không được tiết lộ thân phận của Sila cho bất kỳ ai. Sau đó ả lên phòng khóa cửa chui vào nhà tắm cố gội sạch tâm hồn. Đáng tiếc là nó bắn vào trong thì có kỳ đến sang năm cũng không sạch được, ha ha.
Ở bên chỗ Sila, sau khi biết tin E tiếp tục đem trang sức đến bán thì anh quyết định tự mình đến xem. Đến nơi giao dịch, anh bất ngờ va phải hắn. Nam chính yêu cầu người trước mặt xin lỗi nhưng hắn từ chối. Sila thấy E vẫn còn ý định trả thù việc ở fitness thì châm chọc hắn rằng không báo thù hay không đủ khả năng trả thù. Hắn định lao vào tác động thì bác ngăn cản. Khi biết đồ của mình sẽ bán cho Sila, tên E vội vã lấy lại nằng nặc đòi bán cho chủ sòng bài. Nam chính lấy ra giấy nợ 60 triệu đập thẳng mặt hắn, đã cay cú nay lại còn cay cú hơn. Sila nói với E rằng nếu muốn bán đống vòng cổ kia thì phải trả hết nợ đã. Hắn tính bỏ về thì nam chính đe dọa bằng cách gửi giấy nợ về cho bà Sila. Máu liều nhiều hơn máu não, E muốn cá cược với Sila. Nếu E thua hắn sẽ phải trả gấp đôi số tiền, còn nếu Sila thua anh sẽ phải xóa nợ đồng thời đưa thêm 60 triệu. Cả hai quyết định chơi đoán tài xỉu. Vì Sila để hắn được mang xúc sắc tới nên Mi và bác lo lắng E sẽ gian lận. Nhưng nam chính chỉ cười nhẹ nhàng, có lẽ anh đã có âm mưu gì đó rồi. Tối đó Minh Ta đang phân vân đắn đo việc gọi điện cho Sila thì bất ngờ anh xuất hiện. Cô giật mình hoảng hốt bỏ chạy nhưng thế méo nào Sila lại chui được vào phòng ngủ của Minh Ta. Ông Bo nghe thấy tiếng động lạ định đi xem thì bị vợ ngăn cản. Cô gái trước mặt anh trách Sila về việc làm tổn thương chị gái. Cô hỏi rằng nếu anh bị chó cắn anh có quay lại cắn nó không? Sila phủ nhận câu nói đó bởi vết thương năm xưa của anh không chỉ đơn giản là chó cắn. Anh hỏi ngược lại Minh Ta rằng không muốn anh dây dưa với chị gái là do lo cho Kawan hay lo cho Sila. Minh Ta không biết nói gì đuổi anh ra khỏi nhà, chả hiểu đuổi kiểu gì mà hai người lại nằm dài ra giường. Minh Ta không hiểu tại sao Sila lại muốn hãm hại mình. Nam chính cố giải thích rằng chưa từng có ý định làm tổn thương người con gái mình yêu, nhưng tối qua thì mây mưa với chị gái, hôm nay thì quấy rối em gái. Điều đó khiến Minh Ta vô cùng căm ghét anh. Dưới sự chỉ trích của cô, Sila đứng dậy bỏ đi. Trước khi đi, anh khẳng định lại cho cô biết rằng điều mà anh làm giữa hai người là không giống nhau. Minh Ta đếch quan tâm cô, đóng cửa kéo rèm lại. Mặc dù nhận lại nhau nhưng cả hai đều đau buồn trước thực tại khốc liệt. Sáng hôm sau, ngày Pirat tìm đến nhà dì Mam, bà không chấp nhận việc mình sẽ trở thành vợ bé, khuyên ông nên quên mình đi thì hơn. Còn về việc ngài đã giúp đỡ thì bà đã dùng thân thể để báo đáp, cũng coi như là hết nợ nần. Pirat cố níu kéo nhưng Mam không chịu, bà mặc kệ ông mà đi vào phòng. Ở bên này, sau khi chuẩn bị đồ chơi gian lận, tên E có vẻ rất tự tin vào chiến thắng lần này. Sila xuất hiện đưa bản hợp đồng mới nhưng hắn không chịu ký, đồng thời muốn tăng tiền nếu hắn thắng lên 100 triệu. Sila cũng thay đổi quyết định từ việc lấy 120 triệu thành hai điều kiện. Quá tự tin, E không thèm hỏi điều kiện là gì mà muốn bắt đầu luôn, vì đã chuẩn bị sẵn bộ xúc sắc nên khi Sila cho người kiểm tra thì không phát hiện điều gì lạ thường. Trò chơi bắt đầu, tên E nhanh chóng giành chiến thắng hai trận liên tiếp. Ở lần thứ ba, người giám sát phát hiện ra trong túi quần hắn có gì đó mờ ám, ra hiệu cho Sila, anh cho tạm dừng trò chơi sau đó cho người lục soát. Tên E giải thích đó chỉ là chiếc chìa khóa xe, nhưng vì để chắc chắn, Sila cho người giữ lại nó. Vì chỉ còn một ván nữa là thắng nên hắn cũng không lo lắng mà cho tiếp tục trò chơi. Tên E nào biết rằng Sila có thể nhìn rõ điểm xúc sắc, rất nhanh chóng Sila giành lại thế cân bằng. E nghi ngờ nam chính gian lận, yêu cầu đổi luật chơi, lần này mỗi người sẽ lắc một con xúc sắc và Mi sẽ là người lắc cuối cùng. Hắn cười khoái chí khi bản thân đổ ra được một, Sila ngay sau đó cũng đổ ra được con năm. Như vậy ở lần cuối cùng này Mi bắt buộc phải đổ ra con 6 thì nam chính mới giành chiến thắng. Tôi cũng chả biết là do gian lận hay may mắn mà cô lại lắc trúng phóc con số 6. Tên E không cam chịu, hắn định chảy cối lật kèo. Sila rút súng bắn đe dọa hắn, đồng thời đưa ra yêu cầu thứ nhất, đó chính là căn nhà của hai mẹ con E. Mặc dù trên giấy tờ đối phương trước mặt anh không nắm giữ gì cả nhưng anh đếch quan tâm đến quá trình mà chỉ chú ý đến kết quả. Sila nói rằng trộm đồ của mẹ bán được thì việc đổi tên giấy tờ cũng chẳng khó khăn gì. Mặc dù cay ré nhưng E không dám động tay động chân. Khi đang dọn dẹp, Quan phát hiện ra hộp quà mà dì Mam mua lại ở trong tủ đồ của chồng. Bà ta mò đến nơi làm việc của Mam và gọi điện cho Sila. Hai chị em nham hiểm bày mưu tính kế xử lý dì của nam chính. Phía bên này, Sila gọi điện cho Mi cảm ơn vì hôm nay đã giúp anh, đồng thời lo lắng cho an nguy của cô. Vừa cúp máy liền có hai tên lạ mặt theo cô lên tận cửa phòng. Mi mở cửa, bọn chúng xông tới cưỡng chế. Cô vội vã chạy vào phòng ngủ khóa cửa gọi điện lại cho Sila, nhưng lúc này anh lại đang tắm thế mới đau. Không được bao lâu, hai tên côn đồ phá được khóa đè cô trên giường tẩm quất massage, thì ra là ông cháu E đã thuê người đánh Mi. Sila cố gọi điện lại nhưng không thấy ai nghe máy, anh bèn lên giường đi ngủ. Sau khi nhận được cuộc gọi lạ, Sila đứng hình mất 5 giây. Một lúc sau, anh đã xuất hiện trong bệnh viện. Người nằm trước mặt anh là Mi. Cô bị đánh rách mắt, bầm tím cơ thể. Nghe Mi kể lại câu chuyện, Sila nhờ bác truy tìm tung tích hai tên đã hành hung kia. Phía bên này, mẹ của Kawan đang lo lắng cho con gái yêu thì Minh Ta bước tới. Bà đổ thừa hết lỗi cho cô, sau đó liên tục đánh đuýt. Ông Bo ra can ngăn thì cũng bị đánh theo. Hai bố con xuống nhà ăn sáng. Khi thấy bố bị bệnh tật mà muốn đi gặp Sila nói chuyện, Minh Ta cản lại và bảo bố để cô lo chuyện này.
Rất nhanh chóng Sila đã tới tận cửa nhà e đòi giấy tờ nhà. Người trước mặt anh liên miệng từ chối rằng giấy tờ không đứng tên hắn, nhưng chả ai ngu đến nỗi mà đi cá cược với người không có tài sản cả. Tên E như được lắp não hiểu ra rằng từ đầu Sila đã muốn lấy ngôi nhà của mình. Hắn căm phẫn nhưng chả làm được gì thì liền lấy lý do Sila chỉ có giấy cam kết giao nhà mà không có bằng chứng. E dọa rằng sẽ báo cảnh sát tống cổ anh vào tù. Bất ngờ Sila lôi từ trên xe ra hai tên mà E đã thuê bạo hành Mi, mặt hắn tái như đít nhái. Sila cho đối phương hai lựa chọn, một là ký cam kết giao nhà, hai là đi gặp ông bà cùng hai thằng kia. Sợ tè ra máu, cuối cùng hắn phải chấp nhận việc ký giấy đổi chủ cho căn nhà. Tên E cay cú hứa sẽ đòi lại tất cả, đồng thời đuổi Sila khỏi nhà. Nào ngờ hắn bị xách đi xin lỗi Mi. E ngứa mồm nhắc lại chuyện của Oi khiến Sila mất kiểm soát lao tới đấm như giã gạo vào mặt hắn. Minh ta nghe thấy tiếng hét lớn chạy tới can ngăn, kết quả bị Sila đẩy ngã xước tay. Nhân cơ hội này E chạy vào nhà đóng cửa bắt gặp Thông đang gọi cảnh sát. Hắn cấm bà nói chuyện này cho ai, nếu không sẽ phải xuống gặp Diêm Vương. Minh ta cho rằng mọi chuyện Sila làm chỉ để thỏa mãn sự tức giận. Không giải thích nhiều, anh kéo cổ tới thẳng giường bệnh của Mi. Anh giải thích tác phẩm trước mặt cô là do thằng E cùng hai thằng kia gây ra. Đứng trước sự thật và bằng chứng sống, Minh ta chỉ biết lặng im. Chưa hết, Sila còn cho cô biết Mi chỉ là một trong số những người mà E đã hãm hại sau khi nói chuyện với dì Mam. Minh ta hớt hải đuổi theo xin lỗi Sila vì đã hiểu nhầm anh là người hại cô gái tên Oi. Thấy vết thương trên tay cô, Sila khoác tay cô đi mua đồ về sát trùng vết thương. Cả hai ngồi trên ghế đá xử lý vết thương, Sila cục xúc đổ trực tiếp cồn lên tay cô. Minh ta nhắc nhở anh rằng nên quan tâm đến cảm xúc của người khác. Cô nói lại cho người trước mặt mình rằng trước kia cô đã giúp anh sát trùng như nào. Nghe xong, Sila nhẹ nhàng chấm chấm thổi thổi vết thương. Minh ta sau khi biết điều anh làm không phải là người xấu thì liền theo anh về nhà. Trước khi vào nhà, cô khuyên anh nên quay đầu lại, mặc kệ quá khứ mà sống tiếp. Sila mặc kệ lời nói của Minh ta, anh lên xe và phóng đi. Từ xa, Kawan đã trông thấy toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người. Sau khi đi công tác trở về, Sida phát hiện trang sức của mình đã bị trộm mất. Bà lôi cổ thằng con quý tử ra hỏi tội. Hắn liền chối bỏ phăng phăng, sau đó đổ tội cho đám người làm. Sida kéo Thông ra tẩn cho một trận. Đúng lúc này Gwen về nhà, E chạy tới lục soát, cô bất ngờ phát hiện ra chiếc nhẫn của Sida. Đổi mục tiêu, bà ta đánh cô lên bờ xuống ruộng. Gwen yêu cầu Sida gọi cảnh sát đến điều tra dấu vân tay. E sợ hãi diễn kịch để cho Gwen trốn thoát. Hắn lo lắng bị bại lộ liền gọi điện cho Sila bán đồ, đồng thời muốn cược thêm một trận với anh. Minh ta mang chè trôi nước mà cô mới mua đến cho cô chị gái. À ta tiến lại gần cô đang tính dở trò thì mẹ à xông vào hỏi chuyện Sila. Kawan nói với mẹ rằng sẽ làm tan nát trái tim Sila như cách mà hắn từng làm với cô. Phía bên dì Mam sau khi đến thảo luận hợp đồng thiết kế phòng thì bà đến chùa quyên góp tiền làm học bổng cho những đứa trẻ mà sư thầy nhận nuôi. Trong khi đó hai mụ già ác độc đang tính kế hoạch xử lý dì Mam. Bà nói chuyện với Well và cho cô biết rằng mình cùng Sila sẽ sớm chuyển đến một nơi thật xa để cho anh bắt đầu lại một cuộc sống mới. Ở bên này E đang tức tốc đưa Gwen đến sòng bạc. Bắc cùng một tên vệ sĩ ra đưa hắn vào phòng kín. Sila tức giận vì kẻ trước mặt mình lòng lang dạ sói vô cùng. Hắn làm hại phụ nữ rồi mang họ tới bán ở chỗ anh. Nam chính đấm E tới tấp, sau đó yêu cầu hắn lấy cổ phần công ty ra cá cược. Mặc dù là con nợ nhưng hắn muốn Sila thay đổi phần thưởng cá cược. Nam chính từ chối thẳng mặt sau đó rời đi, bị dồn vào bước đường cùng chả còn gì để mất E chấp nhận yêu cầu của anh. Sila cho người đi chuẩn bị bàn để chơi bài thì hắn một lần nữa lại mặc cả. Sila nhắc lại cho hắn ai mới là người có quyền ở đây, E ngậm ngùi chấp nhận đánh poker. Phía bên này dì Mam đang tính đi về sau khi cầu nguyện thì không thấy lái xe đâu. Well đi tìm anh ta thì phát hiện Pom đã nằm lăn long lóc ở gốc cây. Cô giật mình quay lại chỗ dì Mam thì đã phát hiện bà bị bắt cóc mất rồi. Cố gắng gọi điện cho Sila và Bắc nhưng không thành vì cả hai đang tập trung vào ván cược trước mắt. Cuộc chơi bắt đầu. Lá thứ nhất được chia ra cho cả hai bên. Rất nhanh chóng E đã sở hữu 3 con 3, trong khi đấy Sila mới sở hữu được 3 lá đồng chất. Ván đấu tiếp tục, đối phương đã cầm trong tay tứ quý mà anh vẫn chỉ đang giữ thùng. Để thắng, Sila cần phải có được lá át hoặc chín cơ. Tự tin quá mức, hắn yêu cầu lá cuối hai người sẽ phải tự bốc lấy, ông cháu bốc ngay được lá át. Cơ hội chiến thắng của Sila đã thấp nay còn thấp hơn, cơ mà chả hiểu sao Nam chính lần mò một lúc thì bốc ngay cho mình được lá chín cơ. Đứng trước thùng phá sảnh thì tứ quý cũng chỉ là tôm tép. Không tin bản thân thua, E lao tới tính đánh một trận nhưng lại bị vệ sĩ ngăn cản. Sila cho hắn một bài kinh thánh vào đầu rồi rời đi. Dì Mam sau khi bị bắt cóc thì được đưa tới một căn nhà hoang. Bà sử dụng võ công dạy cho chúng một bài học, sau đó cầm lấy súng xử lý được hai tên đuổi theo. Vừa bước tới cửa thì mụ Sida đạp chân vào bụng dì khiến Mam lùi bước. À Wan lao lên tính đánh Mam thì ăn ngay liên hoàn tát. Thấy em gái bị đánh, Sida cầm gậy lao lên, kết quả là cũng được ăn no đòn. Nhưng thiếu sót về số lượng, Mam nhanh chóng bị bắt lại. Sida kể lại cho bà nghe về cái chết của mẹ to là do mình gây ra.
Mam tức giận phá vòng vây và tóm lấy Sila. Chuẩn bị kết liễu mụ già thì súng lại hết đạn và thế là cô thất thế bị đám người kia đánh bán sống bán chết. Nghe thấy tiếng còi cảnh sát, đám người kia nhanh chóng rời đi. Ở sòng bạc, nhân lúc Bắc đi lấy hợp đồng, e túm lấy Well kéo cô bỏ trốn. Theo phản xạ, Well tát hắn một cái nhưng rồi lại bị hắn đánh trả. Sila xuất hiện kịp thời cho người bắt hắn vào trong. Hắn túm được cây súng của tên vệ sĩ quay lại đe dọa Sila. Alien mồm sỉ nhục mẹ của anh. Nam chính sôi máu lật kèo cướp lấy cây súng rồi chĩa nó thẳng vào đầu E, sau đó bóp cò. Giữ được sự bình tĩnh nên loạt đạn vừa rồi chỉ nhằm đe dọa đối phương. Sau khi được Sila giải thoát khỏi ông cháu máu liều nhiều hơn máu não, Wen cảm ơn anh và kể cho anh nghe việc mình bị đổ oan lấy trộm trang sức. Cô quyết định đi theo anh làm việc. Tối đó sau khi đi làm về, Minh ta bất ngờ với cách cư xử của chị gái. Chả biết à, ăn bánh trôi của em gái xong não trôi đi theo hay sao mà lại đi xin lỗi em gái vì trước kia đã bắt nạt cô. Hai chị em ôm nhau thắm thiết. Ngay lúc đó, Sila cũng nhận được điện thoại từ Well báo tin dì Mam đã nhập viện. Anh tức tốc tới đó hỏi Well rằng chuyện gì đã xảy ra với dì của anh. Ngay khi đó, Pirat cũng có mặt. Well nghi ngờ Sida và vợ của ông là chủ mưu của sự việc. Ngài Pirat khi thấy Sila bỏ đi thì liền đi theo. Ông và nam chính đôi co một hồi thì Sila cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Ở bên này, trong khi Wan đang lo lắng rằng sẽ bị cảnh sát sờ gáy thì Sida lại ung dung thản nhiên như chưa hề có chuyện gì. Mặc dù đám người mà họ thuê đã bị xử lý hết nhưng Wan lo rằng khi Mam tỉnh lại họ sẽ bị tóm. Sida nhớ lại lời đe dọa của bà trước lúc bỏ đi thì mỉm cười cho rằng Mam sẽ không dám hé nửa lời. Sila ở bên này ngồi cạnh giường của dì nắm tay lo lắng. Anh hứa rằng khi nào Mam tỉnh lại anh sẽ khiến đám người kia sống không bằng hẹo. Sila nhờ Well chăm sóc dì rồi bỏ đi. Anh gọi điện ngay cho Pisan yêu cầu giải quyết tất cả mọi chuyện trong ngày hôm nay. Một lúc sau, dì Mam nhờ Well gọi điện cho Minh ta bảo cô đến gặp mình ngay lập tức. Ở bên phía công ty Sida, bà ta vừa gọi người xử lý chuyện hôm qua thì có nhân viên chạy tới báo có cuộc họp cổ đông khẩn cấp. Bà ta vội vã chạy tới nơi diễn ra cuộc họp. Đang méo hiểu chuyện gì xảy ra thì Sila từ đâu xuất hiện sau lưng. Sida vênh mặt hỏi rằng anh có quyền chó gì mà được vào đây. Mụ yêu cầu kéo nam chính khỏi công ty của mình nhưng chả ai làm theo. Bà Sida lại quay sang mắng chửi anh te tua. Bác giới thiệu cho mụ biết Sila chính là đại cổ đông mới của công ty. Không tin nổi vào lỗ tai mụ ta, cố gắng giải thích bản thân nắm giữ 45% cổ phần, thằng con trai bà nắm 25% thì làm gì có chuyện Sila nắm giữ quyền kiểm soát nơi này. Bác lấy ra tờ cam kết chuyển nhượng cổ phần của thằng báo con cho Sida xem, đang lắm mồm tự dưng lại thành con hến câm. Thật đúng là đáng đời ha ha, vì quá phấn khích mà Sila không biết 30% cổ phần mua lại từ các cổ đông cộng với 25% cổ phần kia thì sẽ là bao nhiêu. Anh nhờ Sida cộng hộ cho bà tức chơi. Sila yêu cầu xem lại toàn bộ sổ sách của công ty bao gồm cả tài sản của Sida, bà ta bực tức mà không làm được gì. Nhân cơ hội anh châm chọc rằng người có tuổi như bà nên về nghỉ ngơi rồi, mụ ta điên tiết phi thẳng về nhà kiếm thằng con trời đánh kia. Sau khi nghe tin Sila là đại cổ đông mới, e lo sợ sẽ bị Sida tiêu diệt. Hắn tự lấy vũ khí tác động lên bản thân, ở bên này sau khi Minh ta tới chỗ Mam. Bà nhờ cô đi ngăn Sila làm chuyện xấu lại, quay lại nhà của Sida. E nằm trên giường đầu chảy máu và nói với bà rằng Sila đã lừa mình đánh bạc sau đó đánh hắn. Khi đang lo lắng cho thằng con trai thì cả hai nghe thấy tiếng động dưới nhà. Trước mặt họ là Wen đang làm nhiệm vụ mà chủ nhân mới căn nhà giao cho. Well xuất hiện chào hỏi Sida nhưng lại bị bà cho một cái tát. Động nhầm tổ ong bò vẽ, Well quay lại tẩn cho bà già kia một trận. Thằng con trai can ngăn thì bị Wen sút cho ngã nhào ra mặt đất. Hai bên đang tranh luận thì một đám lẳng lơ từ đâu phi tới nhảy múa trước nhà. Vừa chạy ra tắt nhạc thì Sila đã đứng trước mặt, đồng thời yêu cầu hai mẹ con cuốn gói khỏi ngôi nhà. Bà không tin thằng con trai lại bán nhà cho nam chính, hai bên lại trao cho nhau những lời khẩu nghiệp, mô Phật thiện tai thiện tai. Sida tính dùng tiền mua lại nhà và cổ phần công ty, nhưng sai người sai thời điểm. Sila từ chối thẳng và cho bọn chúng một ngày để tự xách đồ biến khỏi đây. Trên đường rời đi, anh bắt gặp Minh ta, cô cố gắng khuyên ngăn anh dừng lại. Quên đi quá khứ và sống một cuộc sống mới, nhưng sự căm phẫn của Sila đã đến đỉnh điểm. Anh phớt lờ lời nói của cô, Minh ta thấy thế liền chạy tới ôm anh từ phía sau. Minh ta mang chè trôi nước mà cô mới mua đến cho cô chị gái. À ta tiến lại gần cô đang tính dở trò thì mẹ à xông vào hỏi chuyện Sila. Kawan nói với mẹ rằng sẽ làm tan nát trái tim Sila như cách mà hắn từng làm với cô. Phía bên dì Mam sau khi đến thảo luận hợp đồng thiết kế phòng thì bà đến chùa quyên góp tiền làm học bổng cho những đứa trẻ mà sư thầy nhận nuôi. Trong khi đó hai mụ già ác độc đang tính kế hoạch xử lý dì Mam. Bà nói chuyện với Well và cho cô biết rằng mình cùng Sila sẽ sớm chuyển đến một nơi thật xa để cho anh bắt đầu lại một cuộc sống mới. Ở bên này E đang tức tốc đưa Wen đến sòng bạc. Bác cùng một tên vệ sĩ ra đưa hắn vào phòng kín. Sila tức giận vì kẻ trước mặt mình lòng lang dạ sói vô cùng. Hắn làm hại phụ nữ rồi mang họ tới bán ở chỗ anh.
Nam chính đấm e tới tấp, sau đó yêu cầu hắn lấy cổ phần công ty ra cá cược. Mặc dù là con nợ nhưng hắn muốn Sila thay đổi phần thưởng cá cược. Nam chính từ chối thẳng mặt sau đó rời đi, bị dồn vào bước đường cùng chả còn gì để mất, e chấp nhận yêu cầu của anh. Sila cho người đi chuẩn bị bàn để chơi bài thì hắn một lần nữa lại mặc cả. Sila nhắc lại cho hắn ai mới là người có quyền ở đây, e ngậm ngùi chấp nhận đánh poker. Phía bên này dì Mam đang tính đi về sau khi cầu nguyện thì không thấy lái xe đâu. Well đi tìm anh ta thì phát hiện Pom đã nằm lăn long lóc ở gốc cây. Cô giật mình quay lại chỗ dì Mam thì đã phát hiện bà bị bắt cóc mất rồi. Cố gắng gọi điện cho Sila và Bắc nhưng không thành vì cả hai đang tập trung vào ván cược trước mắt. Cuộc chơi bắt đầu. Lá thứ nhất được chia ra cho cả hai bên. Rất nhanh chóng E đã sở hữu 3 con 3, trong khi đấy Sila mới sở hữu được 3 lá đồng chất. Ván đấu tiếp tục, đối phương đã cầm trong tay tứ quý mà anh vẫn chỉ đang giữ thùng. Để thắng, Sila cần phải có được lá át hoặc chín cơ. Tự tin quá mức, hắn yêu cầu lá cuối, hai người sẽ phải tự bốc lấy. Ông cháu bốc ngay được lá át. Cơ hội chiến thắng của Sila đã thấp nay còn thấp hơn. Cơ mà chả hiểu sao Nam chính lần mò một lúc thì bốc ngay cho mình được lá chín cơ. Đứng trước thùng phá sảnh thì tứ quý cũng chỉ là tôm tép. Không tin bản thân thua, E lao tới tính đánh một trận nhưng lại bị vệ sĩ ngăn cản. Sila cho hắn một bài kinh thánh vào đầu rồi rời đi. Dì Mam sau khi bị bắt cóc thì được đưa tới một căn nhà hoang. Bà sử dụng võ công dạy cho chúng một bài học, sau đó cầm lấy súng xử lý được hai tên đuổi theo. Vừa bước tới cửa thì mụ Sida đạp chân vào bụng dì khiến Mam lùi bước. À Wan lao lên tính đánh Mam thì ăn ngay liên hoàn tát. Thấy em gái bị đánh, Sida cầm gậy lao lên, kết quả là cũng được ăn no đòn. Nhưng thiếu sót về số lượng, Mam nhanh chóng bị bắt lại. Sida kể lại cho bà nghe về cái chết của mẹ to là do mình gây ra. Mam tức giận phá vòng vây và tóm lấy Sida. Chuẩn bị kết liễu mụ già thì súng lại hết đạn và thế là cô thất thế bị đám người kia đánh bán sống bán chết. Nghe thấy tiếng còi cảnh sát, đám người kia nhanh chóng rời đi. Ở sòng bạc, nhân lúc Bắc đi lấy hợp đồng, E túm lấy Well kéo cô bỏ trốn. Theo phản xạ, Well tát hắn một cái nhưng rồi lại bị hắn đánh trả. Sila xuất hiện kịp thời cho người bắt hắn vào trong. Hắn túm được cây súng của tên vệ sĩ quay lại đe dọa Sila. E liên mồm sỉ nhục mẹ của anh. Nam chính sôi máu lật kèo cướp lấy cây súng rồi chĩa nó thẳng vào đầu E, sau đó bóp cò. Giữ được sự bình tĩnh nên loạt đạn vừa rồi chỉ nhằm đe dọa đối phương. Sau khi được Sila giải thoát khỏi ông cháu máu liều nhiều hơn máu não, Wen cảm ơn anh và kể cho anh nghe việc mình bị đổ oan lấy trộm trang sức. Cô quyết định đi theo anh làm việc. Tối đó sau khi đi làm về, Minh ta bất ngờ với cách cư xử của chị gái. Chả biết ả ăn bánh trôi của em gái xong não trôi đi theo hay sao mà lại đi xin lỗi em gái vì trước kia đã bắt nạt cô. Hai chị em ôm nhau thắm thiết. Ngay lúc đó Sila cũng nhận được điện thoại từ Well báo tin dì Mam đã nhập viện. Anh tức tốc tới đó hỏi Well rằng chuyện gì đã xảy ra với dì của anh. Ngay khi đó Pirat cũng có mặt. Well nghi ngờ Sida và vợ của ông là chủ mưu của sự việc. Ngài Pirat khi thấy Sila bỏ đi thì liền đi theo. Ông và Nam chính đôi co một hồi thì Sila cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Ở bên này, trong khi Wan đang lo lắng rằng sẽ bị cảnh sát sờ gáy thì Sida lại ung dung thản nhiên như chưa hề có chuyện gì. Mặc dù đám người mà họ thuê đã bị xử lý hết nhưng Wan lo rằng khi Mam tỉnh lại họ sẽ bị tóm. Sida nhớ lại lời đe dọa của bà trước lúc bỏ đi thì mỉm cười cho rằng Mam sẽ không dám hé nửa lời. Sila ở bên này ngồi cạnh giường của dì nắm tay lo lắng. Anh hứa rằng khi nào Mam tỉnh lại anh sẽ khiến đám người kia sống không bằng hẹo. Sila nhờ Well chăm sóc dì rồi bỏ đi. Anh gọi điện ngay cho Pisan yêu cầu giải quyết tất cả mọi chuyện trong ngày hôm nay. Một lúc sau, dì Mam nhờ Well gọi điện cho Minh ta bảo cô đến gặp mình ngay lập tức. Ở bên phía công ty Sida, bà ta vừa gọi người xử lý chuyện hôm qua thì có nhân viên chạy tới báo có cuộc họp cổ đông khẩn cấp. Bà ta vội vã chạy tới nơi diễn ra cuộc họp. Đang méo hiểu chuyện gì xảy ra thì Sila từ đâu xuất hiện sau lưng. Sida vênh mặt hỏi rằng anh có quyền chó gì mà được vào đây. Mụ yêu cầu kéo Nam chính khỏi công ty của mình nhưng chả ai làm theo. Bà Sida lại quay sang mắng chửi anh tay tua. Bác giới thiệu cho mụ biết Sila chính là đại cổ đông mới của công ty. Không tin nổi vào lỗ tai mụ ta, cố gắng giải thích bản thân nắm giữ 45% cổ phần, thằng con trai bà nắm 25% thì làm gì có chuyện Sila nắm giữ quyền kiểm soát nơi này. Bác lấy ra tờ cam kết chuyển nhượng cổ phần của thằng báo con cho Sida xem, đang lắm mồm tự dưng lại thành con hến câm. Thật đúng là đáng đời ha ha, vì quá phấn khích mà Sila không biết 30% cổ phần mua lại từ các cổ đông cộng với 25% cổ phần kia thì sẽ là bao nhiêu. Anh nhờ Sida cộng hộ cho bà tức chơi. Sila yêu cầu xem lại toàn bộ sổ sách của công ty bao gồm cả tài sản của Sida, bà ta bực tức mà không làm được gì. Nhân cơ hội anh châm chọc rằng người có tuổi như bà nên về nghỉ ngơi rồi. Mụ ta điên tiết phi thẳng về nhà kiếm thằng con trời đánh kia. Sau khi nghe tin Sila là đại cổ đông mới, E lo sợ sẽ bị Sida tiêu diệt. Hắn tự lấy vũ khí tác động lên bản thân. Ở bên này sau khi Minh ta tới chỗ Mam, bà nhờ cô đi ngăn Sila làm chuyện xấu lại, quay lại nhà của Sida.
E nằm trên giường đầu chảy máu và nói với bà rằng Sila đã lừa mình đánh bạc sau đó đánh hắn. Khi đang lo lắng cho thằng con trai thì cả hai nghe thấy tiếng động dưới nhà. Trước mặt họ là Gwen đang làm nhiệm vụ mà chủ nhân mới căn nhà giao cho. Well xuất hiện chào hỏi Sida nhưng lại bị bà cho một cái tát, động nhầm tổ ong bò vẽ. Well quay lại tẩn cho bà già kia một trận. Thằng con trai can ngăn thì bị Gwen sút cho ngã nhào ra mặt đất. Hai bên đang tranh luận thì một đám lẳng lơ từ đâu phi tới nhảy múa trước nhà. Vừa chạy ra tắt nhạc thì Sila đã đứng trước mặt đồng thời yêu cầu hai mẹ con cuốn gói khỏi ngôi nhà. Bà không tin thằng con trai lại bán nhà cho nam chính, hai bên lại trao cho nhau những lời khẩu nghiệp, mô Phật thiện tai thiện tai. Sida tính dùng tiền mua lại nhà và cổ phần công ty, nhưng sai người sai thời điểm. Sila từ chối thẳng và cho bọn chúng một ngày để tự xách đồ biến khỏi đây. Trên đường rời đi anh bắt gặp Minta, cô cố gắng khuyên ngăn anh dừng lại. Quên đi quá khứ và sống một cuộc sống mới, nhưng sự căm phẫn của Sila đã đến đỉnh điểm. Anh phớt lờ lời nói của cô, Minta thấy thế liền chạy tới ôm anh từ phía sau. Tưởng rằng anh sẽ suy nghĩ lại nhưng không, anh hất cô ra sau đó lên xe. Trước khi đi anh còn nói rằng bản thân của hiện tại đã đi quá xa để có thể trở lại to của trước kia rồi. Minta bất lực gọi điện báo tin cho Jimam. Phía bên này Sida nhìn bức ảnh bị vỡ cay cú nhớ lại những câu nói của Sila. Thằng báo con thấy mẹ đang buồn thì quỳ xuống xin lỗi hứa rằng sẽ lấy lại tất cả từ tay Sila. Nhưng mụ già đã có cách lấy lại từ lâu rồi. Sida nói với thằng con rằng người chết thì sẽ không trở thành chủ nhân của cái gì cả. Mam quá am hiểu con người độc ác như Sida, bà mắng Well rằng tại sao lại giúp Sila cướp đi căn nhà của mụ Sida. Ở bên này hai kẻ lạ mặt đang âm thầm cài bom và lắp camera xung quanh tòa chung cư, thì ra là Sida đã thuê chúng nhằm trừ khử nam chính. Sila ở bãi đỗ xe đã tiến gần tới quả bom thì bác chạy tới nói chuyện với anh. Cả hai người lúc này đã rất gần quả bom thì một người bạn của anh cũng tiến tới và hỏi thăm. Sila tiếp tục bước tới, bỗng nhiên dì Mam rồi Minta nhắn tin gọi điện đến. Anh mặc kệ bước tới gần quả bom kia và rồi bùm, cả tòa nhà bị chấn động bởi loạt bom hẹn giờ kia. Minta bất ngờ làm rơi chiếc điện thoại khiến nó sập nguồn như một điềm báo chẳng lành. Cô chạy tới chỗ dì Mam thì biết được tin tòa nhà Sila ở vừa bị đánh bom. Chân tay Minta bùn rùn vừa lết đi vừa cầu nguyện cho nam chính. Cô liều mình xông vào tòa nhà tìm kiếm người mình yêu nhưng bị đội cứu hộ ngăn cản. Sáng hôm sau Sida đang rất vui vẻ vì kế hoạch đã thành công một nửa. Giờ bà chỉ cần tìm thấy xác của Sila thì coi như thành công mỹ mãn. Đúng lúc này ngài song sắc xuất hiện, ông lao tới tẩn thằng con ngu ngốc một trận. Sida vội vã ngăn cản rồi đẩy ông ra chỗ khác nói chuyện. Sau khi hai vợ chồng cãi nhau chán chê thì song sắc gọi Pisan tới nói chuyện. Ông biết rằng cổ đông mới kia là Sila và có vẻ đã có chút nghi ngờ khi nghe thấy họ của anh. Dì Mam thì đang đau buồn khi chưa tìm thấy tung tích của cháu trai. Còn Akawan có vẻ rất là thỏa mãn. Ở tòa nhà nơi có vụ nổ, bác đang cố động viên Minta khuyên cô nên về nghỉ ngơi. Nhưng không, cô quyết ở lại cho đến khi thấy anh yêu thì thôi. Ông cháu E đang vui mừng vì hai ngày rồi chưa tìm thấy Sila, nhưng Sida thì không, mụ phải tận mắt thấy xác anh thì mới yên lòng được. Song Sắc đứng một bên nghe ngóng tình hình, một lúc sau thì ông đã đến gặp dì Mam. Bà một mực từ chối suy nghĩ của ông về việc Sila chính là To. Sau nhiều ngày tìm kiếm mà không thấy tung tích của nam chính, Minta trong vô thức gọi điện cho anh. Ở hiện trường cô bất ngờ nghe được thông tin từ phóng viên nghi ngờ cái xác vừa tìm được là của Sila. Minta đau khổ gục ngã. Vừa khóc cô vừa không tin Sila đã ra đi một cách dễ dàng như thế. Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại đã đánh thức Sila. Anh kêu cứu một cách yếu ớt và được hai nhân viên bảo hộ tới trợ giúp. Dì Mam đã yên lòng hơn khi nghe bác báo tin Sila còn sống. Sáng hôm sau thằng báo con đang ăn mừng thì Sida hầm hầm bước tới, bà gọi điện cho người theo dõi dì Mam. Nghĩ rằng nếu Sila chưa chết thì bà sẽ tới thăm anh. Tối đó Minta mò tới chỗ dì Mam. Cô muốn biết rằng Sila đã thực sự chết chưa thì Mam đưa cô địa chỉ penthouse kèm theo một bức thư. Bà nhờ cô nó chăm sóc nó thay mình bởi bà rất yêu nó. Hiểu được ẩn ý trong câu nói, Minta không hỏi gì thêm lập tức rời đi. Một lúc sau Mam gọi điện cho Sida hẹn gặp ở club để trao trả lại cổ phần cũng như nhà của mụ già kia. Min sau khi nhận được thông báo của dì Mam rằng Sila vẫn còn sống thì em nó liền vội vàng đi đến căn penthouse để thăm anh yêu. Sau khi chạy lên phòng thấy Sila vẫn còn sống sót thì lúc này Min mới thả lỏng cơ thể mà vui mừng vì lời cầu nguyện của cô đã thành hiện thực. Cứ như thế hai anh chị vui vẻ ôm ấp nhau không ngừng. Bên dì Mam đã bắt đầu lên đồ để mời con ả Sida để nói chuyện. Bà dì còn cẩn thận trước đó mở cả máy ghi âm luôn cho chắc cú. Sau khi hai người gặp nhau thì liền chào hỏi nhau bằng các chiêu thức võ mồm. Dì Mam ở đây cho rằng người đứng sau vụ đánh bom là Asida. Hình như bà này bị mất não hay sao ấy mà cứ thế thẳng thừng tự nhận luôn khiến cho máy quay ấu rể. Thấy bà này cũng hợp tác thì dì Mam liền kể về những vụ việc hai mặt của ả. Ở ngoài thì làm một con người lương thiện, về nhà thì trở thành con phò đi giết vợ bé cũng như con của người đó. Bà ta cũng không thèm phủ nhận mà nói chuẩn luôn, xong dở văn chửi rủa mẹ con Sila luôn thế mới hảo.
Dì Mam quá ca lên liền tát bà ta một phát song song vào tẩn nhau chí chóe. Đang ban căng thì có đứa nổ súng vào dì Mam khiến cho bà cô nằm sàn nhưng không ngỏm. Ngay từ đầu, Ashida đã nhận ra sự thật rằng Mam gọi bà ta đến đây là quay video câu view lên mới cho người chuẩn bị sẵn ở cửa. Chửi chán chê, bà ta liền rút quân nhưng lại bị dì Mam nổ súng tiễn từng thằng một về gặp ông bà. Con Ashida bị thương chạy ra ngoài nhưng bị dì Mam đuổi kịp, thế là hai đứa tranh giành nhau khẩu súng. Sau một hồi thì người nằm sàn lại chính là dì Mam. Bà Sida chạy ra ngoài liền cho mấy thằng lính đi đốt sạch nơi này và lấy điện thoại đi tiêu hủy hết. Bên khác, Sila cho rằng dì Mam nói dối với truyền thông rằng anh đã chết là vì không muốn cho Ashida xử trảm cháu mình thêm lần nữa. Thấy vậy, Min liền đưa cho Sila một lá thư mà dì Mam gửi cho anh. Ở bên trong là một tấm ảnh chụp của hai người trong lúc đi biển và bức thư như kiểu nói lời tiễn biệt anh chàng vậy. Đọc xong, Sila dường như hiểu ra được vấn đề gì đó nên liền muốn đi ra ngoài. Ở bên hộp đen lúc này thì ngọn lửa đã lan ra khắp nơi khiến cho dì Mam khó khăn đi tìm chỗ thoát thân. Sila lúc này nhận được tin thì liền trở lên ấu rề mà muốn chạy đi cứu dì. Lúc này đội cứu hỏa đã bắt đầu vào việc cứu người, còn dì Mam vừa cố gắng bò trườn vừa nhớ về những khoảng thời gian đẹp đẽ với đứa cháu của mình. Sau khi rút được một cái USB ra ngoài thì đó cũng là lúc dì Mam không còn lửa mà chìm trong biển lửa. Bác lúc này sau khi nhận được tin thì liền đi đến nói với cậu chủ khiến cho Sila sốc không nói lên lời mà mếu máo. Min sau khi cử người đi điều tra thì biết rằng đã thấy xác của dì Mam nhưng bọn họ đều không cho rằng nguyên nhân cái chết là do hỏa hoạn. Sau khi biết Sila không muốn cho bác sĩ khám nghiệm tử thi dì Mam thì em nó liền chạy đi an ủi anh yêu. Min thấy anh cứ tự cắn rứt lương tâm mà cho rằng chính bản thân mình là người khiến cho dì Mam ra lông lỗi này thì liền an ủi vỗ về cho Sila lấy lại bình tĩnh. Sau khi Min bôi vết thương chăm sóc cho anh yêu lên tận giường thì em nó cũng lên nằm cùng luôn. Cứ như thế cả hai ôm nhau mà mếu máo trong lòng. Ở bên chủ tịch Pirat sau khi nhận được tin tức rằng Mam đã không còn thì ông trở lên tức điên. Không những thế, con vợ còn lên mặt chửi rủa. Pirat hay chịu nhường nhịn con này là vì Mam, nhưng bây giờ cô ấy không còn lên, ông liền bộc lộ cảm xúc xả hết những gì mình có. Không những thế, chủ tịch tiết lộ rằng bản thân con chị của ả là người đứng sau vụ đánh bom cũng như hỏa hoạn lên quyết đi tìm chứng cứ cho bằng được. Sáng ngày hôm sau, con ả này liền đi gặp chị mình để kể hết sự việc. Bà ta ở đây cũng thừa nhận hết tất cả những gì mà mình làm khiến cho ông chồng đứng đằng sau nghe nén mà ấu rề. Qua nói chuyện thì Sida cho rằng có khả năng Sila vẫn còn sống, đang nghe hay thì bị thằng E phát hiện. Thấy sự tình bị bại lộ thì ông liền nói dối qua loa rồi chạy về phòng ngay còn kịp. Biết được sự thật tất cả thì ông không thể nhịn được vì suốt 15 qua ông đã bị con ả Sida che mắt. Để chuộc những lỗi lầm mà mình gây ra thì ông quyết sẽ giúp Sila trả thù bằng được thì thôi. Ở bên khác, sau khi cả hai đều tỉnh dậy thì ông anh liền ôm em nó vào lòng. Sila biết rằng vì sự ngu dốt của mình nên mới khiến cho một người phụ nữ yêu thương anh ra đi, nên thằng cu quyết sẽ không để mất Min nữa. Sau khi em nó tạm biệt ông anh trở về nhà gặp bố thì lại phải va chạm với bà chị. Ở đây hai người đấu đá chửi rủa lẫn nhau. Thấy ả này xúc phạm cả Sila lẫn mẹ của anh thì Min liền tát cho một phát khiến hai chị em solo tay chân với nhau luôn. Đang ban căng thì bà mẹ đi ra bênh vực con chị, không những thế còn đuổi Min ra khỏi nhà luôn, thế mới cay. Ông Bo thấy vậy liền chạy ra ngoài bảo vệ con để không cho hai người này thích làm gì thì làm. Bác ở bên ngoài nhìn được hết tất cả thì liền chạy về báo cho cậu chủ. Sau khi cho người sẽ giám sát bảo vệ Min xong thì thằng cu quyết lần này phải xử đẹp bà già Sida mới được. Sáng ngày hôm sau, người của Sila đã mang chứng cứ cùng với các tài liệu hối lộ về công ty xây dựng của Sida đến cho nam chính. Tuy chứng cứ này là đủ để buộc tội bà ta nhưng Sila cho rằng như thế vẫn không đủ nên liền sai bác đi thu thập các băng ghi hình ở hộp đêm hôm xảy ra hỏa hoạn. Ở bên khác thì ông song sắc đã nhờ Pirat đi cung cấp thông tin cho thằng con mình. Còn về phần ông thì chỉ muốn đứng phía sau hậu phương giúp Sila vì sợ nó vẫn còn hận ông đối với cái chết của mẹ mình. Ở điểm hẹn, sau khi hai người nói hết thông tin về vụ hộp đêm thì Sila biết rằng điện thoại của dì Mam đã bị đánh cắp, rất có thể chiếc điện thoại đã bị tiêu hủy bởi con mẹ Sila. Nam chính thấy vậy cho rằng dì của mình đã làm một điều gì đó nên mới có thể khiến cho con mụ đó đem đi tiêu hủy. Không nhiều lời, Sila liền bắt tay vào khôi phục dữ liệu bằng cách vào Gmail tìm kiếm những hình ảnh và video tìm chứng cứ. Sau mấy ngày trời nghĩ cái mật khẩu thì Sila đã vào được và tìm ra đoạn ghi âm mà dì Mam đã để lại. Có được thứ này thì công cuộc báo thù chính thức bắt đầu. Đang xuống nhà để đi bắt con ả Sida thì Sila bị ông bố ngăn lại vì không muốn anh ra mặt ngay lúc này, nhưng thằng cu đâu có chịu đâu. Thấy vậy, ông song sắc liền đuổi theo xin lỗi về việc ông bỏ rơi anh mà vào miền Nam. Bản thân ông cảm thấy có lỗi với thằng con và cũng không mong nó tha thứ. Ông chỉ mong thằng cu cứ giao lại việc báo thù này cho mình, vì bất kể đó là vợ đi chăng nữa ông sẽ xử đẹp hết. Sang ngày hôm sau, thằng cờ hó e sợ tụt quần mà chạy vào trong báo với mẹ rằng cảnh sát ở bên ngoài đòi gặp cả hai khiến con mụ Sida ấu rề. Bên hàng xóm cũng biết được lên liền đứng hóng ngay còn kịp.
Ở bên này, cảnh sát đã lôi ra lệnh bắt từ cấp trên với các tội như hối hộ, mưu sát và chủ mưu giúp nhiều người đăng xuất. Và người tố cáo chính là ông chồng khiến cho hai đứa ấu rể. Thằng E thấy vậy thì liền dở võ mồm ra để solo với ông Bô, nhưng lại bị cho nằm sàn ngay còn kịp. Cứ như thế, ông Bô liền xả hết tất cả những gì trong lòng bấy lâu ra, khiến cho bà mẹ lên xe cảnh sát ngay còn kịp. Mi nhận được tin tức Sida bị cảnh sát bắt thì trở lên ấu rể. Ở đồn bà già, Sida vẫn còn mạnh miệng phủ nhận thông tin mà ông chồng báo cáo, không những thế vẫn còn cao giọng gọi luật sư đến để bảo lãnh. Một lúc sau, Sida ngầu lòi đi đến đồn cảnh sát khiến cho những người ở đó ấu rể. Không nói nhiều, anh liền lôi ra những chứng cứ mà mình có và thêm đôi giày dính máu lấy ở nhà bà ta thông qua cô giúp việc. Kết quả được xét nghiệm máu trên chiếc giày là của dì Mam. Thấy vậy, cảnh sát liền thông báo với cấp dưới rằng bà ta sẽ không được bảo lãnh ra ngoài vì đã có chứng cứ buộc tội. À, Sida sau khi biết người tung chứng cứ chính là nam chính thì liền trở lên hoang mang. Bên hai mẹ con mụ này cũng biết luôn mà cay. Lúc này tên E đang định ra ngoài làm một cái gì đó thì bị một chiếc giày cản lại. Thì ra là cô nàng Me đến đây để báo thù cho gương mặt của mình. Cô không đến một mình mà có mang theo nhiều anh giai cao to đen hôi đến để trợ giúp tần thằng cờ hó. Một nhát là cho tất cả phụ nữ hắn chơi đùa. Nhát thứ hai là những gì hắn làm với em nó. Cứ như thế đánh thêm mấy phát nữa Me mới chịu dừng. Ở đây cô nàng liền tiết lộ rằng Sila chính là chủ mới của căn nhà này. Anh ta cử Me đến đây là tống khứ thằng cờ hó với mẹ nó cút ra ngoài. Không nói nhiều, thằng cu liền bị vứt ra ngoài ngay còn kịp. Sila sau khi bước ra ngoài đồn thì đã được ông Bô của mình đón. Ông trách móc anh rằng tại sao không đưa chứng cứ đó cho mình mà lại đích thân đến đồn làm gì cho con mụ Sida biết thì khổ. Ông Bố muốn tự mình đưa bà ta vào tù vì những gì đã làm, nhưng Sila lại làm như vậy thì sẽ theo thằng cu trả thù cả đời. Song sắc cho rằng tất cả mọi chuyện đều từ mình ra lên, ông Bô muốn tự mình chấm dứt điều đó. Không những thế, cha còn biết rằng anh vẫn còn có em yêu để chờ, đó chính là Min. Thế nên ông muốn giúp thằng cu đến cùng để Sila có thể giành lại hạnh phúc cho mình. Lúc này, ông Bô của Min nhận được cuộc gọi của ông Sang Sắc đề nghị một cuộc nói chuyện trao đổi. Bên em yêu muốn đi gặp Sila thì nhận được tin rằng anh ấy đang ở đồn cảnh sát. Vừa trở về nhà thì lại bị hai mẹ con cặn bã này gây chuyện khiến em nó bất lực. Đang ban căng thì Sila anh dũng từ đâu xuất hiện ngăn cản. Con thấy nam chính vẫn còn sống sờ sờ thì vẫn cứ là mạnh miệng chửi rủa, nhưng lại bị cu cậu phản biện cho câm như hến. Thấy Sila định dẫn Min rời đi thì con éo cho vì nó cho rằng thằng cu không có quyền làm như vậy. Đang ban căng thì ông Bô đứng ra ngăn cản. Không nói nhiều, bố Min liền nói câu chắc lịch rằng hai người lớn đã nói chuyện và thống nhất với nhau quyết giao phó em nó cho Sila ngay và luôn. Sau một hồi cả ba liền nói chuyện với nhau. Ở đây ông Bô đã biết rằng Sila chính là to hồi xưa lên vẫn cứ là thành tâm ủng hộ hai đứa đến với nhau. Thấy vậy, Sila liền lôi ra chiếc nhẫn của mình mà hứa rằng bản thân anh sẽ chăm sóc Min thật tốt bằng cả tính mạng. Cứ như thế, chiếc nhẫn được đeo lên chứng minh cho một cặp vợ chồng đã được ra lò hoan hô hoan hô. Đến tối, hai anh chị đang tính rời khỏi căn nhà trong im lặng thì con Ka Wan xuất hiện với ý định ngăn cản. Ở đây con nói Min là kiểu người thích chơi đồ thừa của người khác. Em nó thấy vậy thì cũng không thèm phản biện mà tuyên bố cô không đánh giá con người dựa vào quá khứ mà là bây giờ. Sau đó Min chửi một hàng dài về cách làm con người chứ không phải súc vật, khiến cho con câm nín không biết nói gì. Khi trở về căn nhà mới thì em nó muốn ở riêng một khoảng thời gian để quên đi những gì Sila và Ka Wan đã làm. Cô không muốn sống trong quá khứ nữa mà muốn hướng về tương lai với anh yêu. Thấy vậy, Sila cũng đành đồng ý mà đưa em yêu đi xem phòng trước. Ở đây hai người ngồi với nhau tâm sự đủ điều trên trời dưới bể. Trước khi đi thì Sila liền quay lại quyết ngỏ lời yêu vì từ trước đến giờ anh chưa làm điều đó với Min, khiến cho em nó vui mừng. Cứ như vậy hai anh chị ngồi ôm nhau xuyên màn đêm mà không thấy đau chân luôn. Bên con mụ Sida lúc này nghĩ về cảnh mình bị bắt cũng như bị sỉ nhục thì cay đỏ bím. Đang không biết làm gì thì Ka Wan đi vào thăm. Ở đây nó nói thân phận thật của Sila cho mụ biết để nghĩ kế báo thù ngay còn kịp. Bà ta liền muốn nhờ cảnh sát để có một cuộc gọi với đứa em của mình ngay và luôn. Ở bên khác, sau khi thấy em yêu đã thay đồ ngủ để chuẩn bị lên giường thì thằng cu muốn tìm cách để được chui ngủ cùng, nhưng Min không cho, muốn đuổi ra ngoài nhưng không được. Cứ như thế hai anh chị vần nhau khắp trên giường, cuối cùng thằng cu vẫn bị cút ra ngoài vì cái tội dại gái. Nhưng cả hai đều cảm thấy hôm nay là một ngày tuyệt vời mà cười thủng thỉm. Ở bên khác, con vợ Wan đang cố gắng thuyết phục chồng của mình giúp chị nó được bảo lãnh nhưng vẫn cứ là bị chê vội. Bà ta thấy vậy thì liền tự mình giải quyết bằng cách gọi điện nhờ ai đó. Sáng ngày hôm sau, Sila đang định vào phòng em yêu thì Wael vội vàng chạy đến thông báo rằng bà già Sida đã được bảo lãnh và bỏ trốn luôn rồi, khiến cho thằng cu ấu rể. Ông Bô Sang Sắc bên này thì liền tìm đến nhà nghỉ mà E đang ở để bắt nó khai ra vị trí mẹ nó đang ở đâu. Thằng này khá là cứng lên, không thèm chịu khai, còn quay ra đe dọa rằng mẹ sẽ thay hắn báo thù tất cả mọi người. Ở chỗ của Sila và ông chú Pirat đang thảo luận về người có thể bảo lãnh và giúp Sida chạy trốn một cách cun ngầu thế được.
Sau một hồi thảo luận thì cả lũ đều cho rằng bà vợ Wang có liên quan đến chuyện này. Ở bên của ả ta lúc này đang đi đến biên giới thì bị cảnh sát chặn lại kiểm tra toàn xe theo lệnh của chú Pirat. Sau một hồi tìm kiếm thì lại không thấy có gì khả nghi cả khiến cả lũ ấu rề. Thì ra mọi việc này đều đã được Sida phỏng đoán từ trước luôn rồi. Đã thế ả ta liền quyết ở lại tính sổ với lão chồng và thằng con vợ lẽ luôn cho vui nhà vui cửa. Bên Min sau khi nghe ngóng được thông tin thì liền tìm gặp cô Wael nhờ sự giúp đỡ. Ở đây em nó tự tin nói rằng mình có cách giúp anh Sila trong vụ việc bà già kia. Ở bên tên E lúc này đang gọi cho dì Wan để hỏi thăm tình hình về mẹ mình. Vừa mới dứt máy thì hắn nhận được cuộc gọi của Min. Ở đây em nó muốn mời thằng cu đến một điểm hẹn để tâm sự nhằm moi móc thông tin mẹ của nó. Min cho rằng muốn tự mình đi kiểm tra sự thật còn hơn Sila đi vì rất có thể tên E vẫn chưa biết vụ hai người đã đính hôn nên dễ dàng thăm dò. Thằng cu E cũng nghi ngờ điều gì đó nên cũng đã gọi cho dì Wan để kể. Hắn nghi ngờ động cơ của Min nên E quyết gọi cho em nó mời đi ăn ở một nhà hàng sang trọng theo ý thích và bắt cô phải ăn mặc thật lộng lẫy không thì cút. Tuy hơi rén nhưng vì Sila nên em nó vẫn quyết đồng ý rồi liền gọi cho chị Wael nhờ sự giúp đỡ. Sáng hôm sau nam chính vừa mới tỉnh dậy thì đã không thấy em yêu mình đâu nên liền chạy đi hỏi bác. Nhận được tin rằng sáng nay em nó đã được chị Wael đến đón Min đưa đi làm và nhờ bác nói với cậu chủ rằng hôm nay có một cuộc họp nên sẽ về muộn. Đến tối lúc này em nó nhận được một bộ váy vô cùng sexy. Tuy có chút rén nhưng vì dì Mam cũng như Sila lên em nó quyết chơi lớn đến cùng. Vừa mới gặp nhau cái thằng cu đã bị hớp hồn. Các chị em ngồi bàn bên ngoài nhìn mà rén ngang. Hình như còn có thằng ngắm nhìn từ xa nữa chứ. Bên khác Sila đang cùng với ông Bo thảo luận về những khả năng ả Sida đang chuẩn bị làm gì. Sau một hồi thì cả lũ quyết mục tiêu tiếp theo là thằng E vì bà già kia rất yêu con cho dù muốn chạy trốn nhưng thể nào cũng phải dắt theo nó. Ông Bo cũng biết được điều đó nên đã cho người gián sát E 24/24 từ lâu rồi. Bỗng dưng sang xác nhận được thông báo về tên E đang uống rượu với một em nào đó ở hộp đêm. Sau khi nhận ảnh của người con gái đó thì cả lũ ấu rề luôn. Bên này bà chị Min đang không biết cái gì mà sử dụng võ mồm hai mươi mấy năm trời để moi móc thông tin nhưng không khả quan cho lắm. Còn chị Wael thì rén VL vì đại ca Sila gọi đến khiến cả lũ quá rén không dám nghe. Sau một lúc thì cả lũ ấu rề vì Sila đã xuất hiện thấy Min đang bị tên E áp sát đòi chơi gang bang lên liền tiến đến ngăn cản đấm cho thằng cờ hó rồi lôi nó ra ngoài. Chưa kịp làm cái gì thì E đã lôi ra khẩu súng đòi chơi lớn, nhưng bị Sila trao đổi chiêu thức cướp được cây súng lổ một phát vào tay cho nó chừa. Sau đó liền lôi Min rời đi, ở trên xe em nó nói ra những điều mà mình vừa làm là để giúp Sila nhưng ông anh không thèm nói câu nào mà chỉ chăm chăm lái xe. Tên E sau khi biết được tình cảm giữa Min và Sila thì liền báo cho dì Wan. Hắn cho rằng Min là điểm yếu của nam chính nên cứ thế mà nhắm vào mà xử thôi, đúng là gu mần chỉ biết báo đời. Về đến nhà, Sila liền mang em nó vào phòng tắm để rửa sạch những vết tích mà tên E động chạm. Ở đây thằng cu liền trách móc cô nàng vì mồm bảo không muốn anh yêu đi gặp tên cờ hó nhưng em yêu lại đi gặp khiến cho thằng cu tức nổ não chạy ra ngoài. Min cũng biết lỗi của mình nên cũng chạy ra xin lỗi và hứa sau này không nghịch ngu nữa, cứ như thế tình cảm hai người lại trở về như bình thường. Ôm cái này, keo khóa cái này, đè lên giường đụ nhau tới sáng luôn cho máu nha hai anh chị. Ở bên khác chị Wael lại bị một thằng nào đó chặn đường, thì ra là ả Sida đang ở đây. Cứ như thế cô nàng liền bị đám người tẩn cho ngất đi và ném xuống cầu thang đang xuất vội. Sang sáng ngày hôm sau hai anh chị vừa mới tỉnh dậy là đã bắt đầu ân ái nhau luôn rồi. Sau khi Sila xuống dưới nhà tìm thuốc cho em yêu thì bác chạy vội vào báo rằng chị Wael đã bị ngã cầu thang hiện giờ đang nguy kịch. Không những thế trước đó có người báo nghe thấy tiếng kêu cứu của bà chị. Không nói nhiều anh ra liền báo cho ông Bo chuyện vừa rồi để nhờ ông cử người chăm sóc chị Wael. Bỗng dưng ông Bo cũng bị xe tông khiến cho thằng cu ấu rề, tên tài xế thì liền lên xe chạy trốn. Có người gọi đến cho Sila thì ra là ả Sida, bà ta liền có thái độ báo đời tự nhận mọi việc mình làm luôn. Không những thế bà già còn tuyên chiến toàn diện với thái độ đanh thép, Sida còn chơi lớn tiết lộ mục tiêu tiếp theo của bà là em yêu của Sila luôn thế mới hay. Một lúc sau cả lũ liền chạy đến bệnh viện để xem tình hình thì biết rằng xương sọ của ông Bo đã bị vỡ nhưng bác sĩ đã cấp cứu kịp thời nên mọi chuyện vẫn ok. Thấy tình trạng của một người làm tất cả vì mình như thế này thì Sila quyết chơi lớn dùng tất cả những gì mình có để đối đầu với ả Sida. Thằng cu liền nhờ ông chú Pirat đưa em yêu của mình đi trốn một khoảng thời gian để hắn có thể tập trung toàn lực đấm bỏ bu bà già thối kia. Đến tối sau khi kể với Min ý định của mình, tuy lúc đầu em nó đâu có chịu đâu muốn báo đời thêm tí nhưng vì cái mồm dẻo của Sila thì em yêu mới chịu đồng ý di cư. Bên khác tên E đã gọi Ka Wan đến nói chuyện về việc Min bây giờ không còn ở nhà của Sila nữa rồi. Thấy bà Sida nhờ mình tìm bằng được chỗ ở mới của nữ chính thì bà chị liền nhờ mẹ mình đi kiếm cuốn sổ nhật ký của bố để xem có thông tin gì hay ho không. Đang mải mê hăng say thì cả hai bị ông Bo phát hiện, cứ như vậy cả ba giằng co nhau cuốn sổ khiến cho cha ngã cầu thang ngất đi vội.
Sang ngày hôm sau, thằng cờ hó e báo đời làm theo lời mẹ dặn, đi đến bệnh viện lằng lặc đòi rút ống thở của ông Bô, khiến cho bác sĩ và chú Pirat ấu rể mà ngăn cản. Sila nhận được thông tin thì liền lên đường vội. Bên Min lúc này đang ở nhà một mình thì nhận được cuộc gọi của Than báo rằng ông Bô bị ngã cầu thang, hiện giờ đang ở bệnh viện. Thì em nó lại báo tiếp mà vội vàng đi đến bệnh viện, nhưng cũng không quên gọi cho Sila và cử thêm hai anh vệ sĩ cao ho đen hôi đi cùng. Vì không an tâm lên, thằng cu quyết cho bác đi đến đó để bảo vệ em yêu. Bên bà mẹ lúc này đang khuyên Ca Wan lên dừng lại vì bà không muốn con gái mang tội danh đồng lõa giết người, nhưng con gáo này đâu có chịu. Lúc này Min mang theo vệ sĩ đến gặp Than, rồi lại thành một mình em nó tiến vào phòng bệnh gặp ông Bồ. Chưa thăm được bao lâu thì Ca Wan liền đứng ra nhận tội, khiến cho hai chị em lao vào cấu xé chửi rủa nhau. Bà chị liền chạy ra ngoài để cho Min cùng với mấy anh vệ sĩ đuổi theo đến cầu thang. Bên khác, Sila vừa đến nơi thì nhận được tin tên E đã hủy yêu cầu rút ống thở thì liền hiểu ra điều gì đó, chạy đi vội. Lúc này Ka Wan đang dụ em nó đi theo mình thì bỗng dưng Min nhận được cuộc gọi của Sila. Bà chị thấy vậy liền chạy tới giằng điện thoại rồi đập nát. Không những thế còn cho người xử hai tên vệ sĩ lôi em nó lên xe. Ka Wan đang sướng thì éo hiểu sao mình cũng bị bắt đi luôn, thế mới hay. Lúc này Than chạy đến thấy cảnh hai người bị bắt đi thì trở lên ấu rề mà gọi cho Sila báo về vụ việc vừa rồi. Không nói nhiều, thằng cu liền gọi cho bác bảo thằng cu đi tìm một người. Lúc này hai chị em đã bị trói ở một công xưởng bỏ hoang. Con Ka Wan ra sức sử dụng võ mồm cầu xin Sida nhưng éo có tác dụng vì con này học ngu văn VL. Thấy vậy Min liền thể hiện mình là một con người có đức tính tốt đẹp và văn 10 điểm để cầu xin cho chị gái mình, nhưng cũng không được thì phải vì em nó là nữ chính mà. Tên E lúc này đã bị bắt cùng với anh em của mình chặn đường. Tên này cũng không phải dạng vừa mà lôi súng ra để bắn dọa tìm đường thoát thân. Sau một hồi vì thằng này bị mắc bệnh yếu sinh lý thì đã bị bắt được, cả hai liền lao vào tỉ thí võ thuật kịch liệt. Lúc này bà Sida nhận được cuộc gọi của thằng con nhưng mà là con ghẻ Sila, thì ra trận chiến vừa rồi bác là người chiến thắng. Ở đây thằng cu liền muốn có cuộc trao đổi công bằng, rồi sau đó hai bên sẽ tự tính sổ lẫn nhau như mấy anh Tommy Selmy cho ngầu. Cứ như thế điều lớn được chấp nhận chờ ngày ra quân. Sau một hồi thì người của cả hai đã đem người đến, bác lôi ra thằng E ra để bắt bên kia thả người, nhưng bọn chúng không chịu đòi gỡ mặt nạ ra. Thấy không được, bọn chúng liền gọi cho Sida để biết bước theo lên làm gì. Sau khi nhận được lệnh thì bọn chúng thả con chị Ka Wan ra để lôi súng ra xử cho đẹp ngày. Em nó thấy vậy thì liền ra sức chạy vội để cho cả lũ đuổi theo. Bác nhà ta dễ dàng tẩn cho đám người Sida ngỏm ngay tại chỗ. Sau khi tóm được Ka Wan thì thằng cu liền sử dụng võ mồm để trấn an em nó, rồi liền gọi cho Sila bẩm báo tình hình. Sau khi biết được sự thật thì anh Jai cũng không thèm lo lắng mà cho người của mình đi đến địa điểm mà anh chỉ định. Rất nhanh xe của Sila đã đâm trúng chiếc xe của bà già thối tha. Thì ra trước đó nam chính đã đưa cho em yêu một chiếc đồng hồ gắn định vị lên, mọi thứ cứ nằm trong tầm kiểm soát của thằng cu. Không nói nhiều, Sila liền vác thằng cờ hó ra ngoài để ép bà già mang con vợ yêu giấu mình ra trao đổi. Ở đây hai người phải solo võ mồm một tiếng chán chê thì thôi mới chịu lôi súng ra solo. Sau một hồi thì ai về nhà lấy, nhưng Min lại bị ăn một phát đạn khiến cho Sila với tên E và đám đàn em ra sức solo tay chân một cách kịch liệt. Trong lúc đó bà già Sida ngáo đã lổ súng nhưng người dính đạn lại là thằng con. Sida liền vội vàng chạy đến ôm thằng con, còn Sila thì cũng đến ôm em yêu rồi cho em chạy trước đi gặp ông chú, còn mình ở lại dụ đám người kia ra chỗ khác. Thì sau một hồi ngồi ôm E thì thằng cu cũng đã ngỏm. Lúc này Min đã gặp được chú Pirat và nhờ cảnh sát đi cứu anh yêu. Đến tối Sila đã chạy vào một căn nhà hoang để tận dụng bóng tối tẩn từng tên cờ hó phát một. Sau một hồi trao đổi chiêu thức thì mấy thằng cu cũng đã về gặp ông bà tổ tiên, chỉ còn bà già Sida mà thôi. Ở đây mỗi người mỗi phát xem đứa nào trâu bò hơn. Thì người yếu thế hơn là bà già, nhưng ông anh không thèm chơi mà vứt súng đi khiến cho ấu rề. Thằng cu đã chứng kiến người quan trọng của bà đã ngỏm lên hắn không thèm thiết tha gì nữa. Bà ta thấy vậy định bắn thêm vài phát nhưng hết đạn rồi, nghe ăn chửi tiếp thôi. Đúng lúc này người của ông chú đi đến, đang định chạy đến ôm em yêu thì Sida vẫn còn hàng nóng lôi ra chơi khiến cho Min phải dùng thân để dỡ thay anh yêu, khiến thằng cu ấu rề. Ở đó bà ta nguyền rủa Sila bằng hết sức bình sinh. Ông anh không thèm quan tâm mà bế em yêu đi gặp bác sĩ. Trong lúc bị lôi đi thì này vẫn không dừng lôi bom ra chơi nhằm chạy thoát. Lúc này Sila đã đưa em yêu lên xe cấp cứu. Trên đường đi hình như tình hình ngày càng tồi tệ khiến cho Sila lo lắng vô cùng. Bà Sida lúc này đã trốn vào một bụi cây để ẩn nấp khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. Bà ta thấy một chiếc xe đỗ ở bên đường lên liền chui vào để té. Nhớ về khoảnh khắc thằng con bị ngỏm mà cay đỏ dái quyết dùng cả tính mạng để trừ khử bằng được Sila. Min lúc này đã được đưa vào phòng cấp cứu, còn nam chính đứng bên ngoài muốn vào trong mà không được. Nhìn cảnh vợ mình cấp cứu mà trong lòng thằng cu lo lắng không thôi. Lúc này em nó được đưa vào phòng phẫu thuật, còn thằng cu bên ngoài chỉ biết đổ thừa là lỗi do mình mà ra.
Một lúc sau thì bác sĩ đi ra thông báo rằng cuộc phẫu thuật đã thành công nhưng để chắc chắn thì phải theo dõi 24 giờ nữa xem sao. Ông chú thấy thế thì liền tiến đến động viên thằng cu cho nó bình tõm lại. Không nói nhiều, thằng cu liền lấy chiếc nhẫn mà đeo lại cho Min. Hắn hứa rằng bản thân sẽ ngồi ở đây đợi đến khi nào em nó tỉnh lại thì mới thôi. Chú Pirat thấy vậy thì cũng ok, mọi việc của Ả Sida cứ giao cho ông rồi liền rời đi. Bên bà chị Kawan thấy cảnh sát đã đang tìm Min ở trong phòng bệnh của bố thì liền đứng ra nhận tội. Đang chuẩn bị đến đồn để làm việc thì ông Bo lúc này tỉnh dậy liền chạy đi ra bảo vệ đứa con mặc dù chưa biết chuyện gì. Kawan thấy thế liền cảm thấy bản thân như được an ủi liền nói mấy lời yêu thương với bố và mẹ. Không như thế, bà chị còn quỳ xuống cảm ơn cha mẹ rồi cùng cảnh sát rời đi. Bên bà già lúc này đã nghe ngóng được tình hình rằng mình đã bị truy đuổi một cách gắt gao. Bà ta liền tìm đến người vợ của Saton nhờ xin sự giúp đỡ. Ở đây bà ta hứa cho người vợ rằng chỉ cần cô ả giúp mình thì sẽ nhận được một số tiền lớn. Bác lúc này đi vào khuyên đại ca lên đi nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe nhưng thằng cu đâu có chịu đâu. Bất lực quá lên em nó đành ra ngoài trông chừng. Sila vẫn cứ là tự trách bản thân mình vì anh mà em nó thành ra nông nỗi này. Đang sầu thì em nó cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy khiến cho thằng cu vui mừng gọi y tá đến. Cô vợ lúc này đã nghe theo lời Sida mua những đồ mà bà ta cần. Sau khi trả tiền công thì bà ta bắt đầu lên kế hoạch hành động. Sáng ngày hôm sau thì bà ta liền gọi cho em gái nhờ tổ chức tang lễ cho thằng con e, còn mọi việc thì ả sẽ tự xử lý với cây súng trên tay. Min sau khi tỉnh dậy thì em nó liền nói ra những lời thật lòng. Từ trong tâm em nó muốn ông anh phải mạnh mẽ vượt qua những khó khăn trước mắt để cùng em nó đi tiếp quãng đường còn lại. Cứ như thế tình cảm hai anh chị lại đi lên chứ không có xuống. Sau khi ra bên ngoài thì Sila chạy ra nói chuyện với chú bàn luận về những nơi bà ta có thể ẩn lấp. Sau một hồi thì thằng cu cho rằng Sida đã mất hết tất cả nên sẽ tìm mình để báo thù lên bà ta sẽ ở đâu đó quanh đây mà thôi. Lúc này bà già đã bắt đầu giả trang thành một con người khác để báo thù. Ở tang lễ của thằng cu e thì chú Pirat cũng đến chia buồn với người vợ. Ông liền muốn thuyết phục Wan quay đầu là bờ nhưng không được ổn cho lắm. Ở lễ cầu siêu của thằng con thì Sida đứng bên ngoài mà chỉ biết mếu máo xin lỗi. Đang nhập tâm thì bà già bị một người phát hiện lên đành chuồn. Đúng lúc đó Wan lại nhìn thấy người chị nên liền chạy ra ngoài khiến cho Pirat và cảnh sát cũng mò theo. Em nó liền gọi cho Sida để muốn giúp đỡ nhưng bà già này chê muốn tự mình hành động. Ông chú sau khi nghe ngóng được thông tin thì liền báo cho Sila biết rằng ả ta đã bắt đầu hành động. Sau khi nhận được tin thì thằng cu liền bắt đầu hành động. Bên khác đám người tay sai đã hạ đo ván từng người bảo vệ. Trong lúc chờ bác đi lấy xe thì thằng cu đã nhìn thấy ả Sida. Đang định tiến đến kiểm tra thì thấy một thằng lướt ngang qua. Vừa mới đến gần thì chân ông anh đã bị trói vào dây thừng, không những thế thằng cu còn được lôi đi chơi một cách miễn phí. Sila phải cố gắng mới thoát ra được rồi từ từ đánh úp tên tay sai khiến hắn cong đuôi bỏ chạy. Thì ra thằng cu đó gọi người để úp hôi nam chính. Quả này đang khá là ban căng thì bác từ đâu đi đến vất cho ông anh một thanh đao để 2v6, cứ thế mà chia 1/3. Sau một hồi vật lộn bằng cách múa kiếm cho đẹp mắt thì từng tên đã bị hạ gục một cách nhanh chóng. Đúng lúc này thì con mụ Sida phi xe đến để tông Sila thẳng cánh cò bay nhưng anh giai nhà mình đã nhanh chóng né được. Thì không solo được tay chân thì rút súng ra bắn. Hình như ả ta trình độ còn kém, bắn chẳng trúng mà lại hết đạn thế mới cay. Để tôn trọng phụ nữ đã có thai thì thằng cu đành cất súng vào eo với ý định solo bằng tay không cho nó cân. Bà ta thấy anh giai nhà mình cũng cứng đấy thì liền lôi chiếc còng tay ở đâu ra khóa cả mình và Sila vào nhau rồi tưới xăng lên cả hai. Ả ta liền lôi ra chiếc bật lửa nhằm chết chùm cho nó đẹp. Thấy vậy Sila liền sử dụng võ mồm để thuyết phục cầu xin bà ta trả cho anh một cuộc sống bình yên. Sau một hồi thuyết phục sùi cả bọn mép nhưng không có tác dụng thì bà ta chán nghe liền cho ngọn lửa bùng cháy. Vì là nhân vật chính nên Sila đã nhanh chóng rút khẩu súng ra bắn vào còng tay để thoát thân cho bà già cháy đen thui. Lúc này ông chú Pirat mới đến lơi liền cho người dập tắt ngọn lửa ngay còn kịp. Còn Sila chỉ biết đứng nhìn mà không nói được câu gì. Con em sau khi biết được chị mình đã nằm sàn thì sốc vê lờ. Ông chú Pirat lúc này cũng tiến đến an ủi nhưng không có tác dụng thì phải. Lúc này bác liền chạy đến trả lại 50% cổ phần mà Sida đã từng cướp đoạt để cho hai chị em có thể sử dụng số tiền đó chăm sóc bản thân cũng như toàn bộ viện phí. Thằng cu thay mặt cậu chủ tuyên bố rằng Sila đã tha thứ tất cả những gì bà già kia đã làm. Ông chú lúc này cũng nhân cơ hội an ủi cô vợ giúp em nó bình tĩnh hơn mà hiểu ra vấn đề. Sang ngày hôm sau thì bấy giờ tang lễ của dì Mam mới được tổ chức. Ở đây tất cả mọi người đều nói ra những điều thật lòng để tạm biệt một con người tốt bụng đã từ trần. Sila và Min đứng nhìn nhà thiêu mà chỉ biết nói những lời động viên. Thằng cu hứa với dì của mình rằng hai người bọn họ sẽ không bao giờ bỏ rơi nhau mà ở bên nhau mãi mãi. Trở về bệnh viện thăm ông Bo thì thằng cu đã nói những gì đã trải qua. Bà già Sida đã phải gánh những nghiệp mà những gì đã làm lên thằng cu muốn người cha của mình mau chóng khỏe lại. Tiếp đến là đi gặp bà già để tâm sự hỏi thăm vài câu. Ở đây hai người đều nói những lời thật lòng nhằm bỏ qua chuyện cũ, tha thứ hết tất cả cho nhau.
Cứ như vậy mà tiến đến đám cưới của cặp đôi của chúng ta thôi. Ở đây Min gặp lại Ca Quan Đế chúc phúc em nó. Ở đây bà chị xin lỗi những gì mà mình đã làm cho đứa em và thành tâm chúc phúc hai đứa em của mình. Buổi lễ liền được tiến hành, nam chính nhà ta vác theo mấy thằng cu đến để rước dâu tiến về lễ đài. Ở dưới tất cả những người thân đều chứng kiến khoảnh khắc quan trọng. Silla hứa rằng sẽ chung thủy kể cả khi hạnh phúc hay đau khổ bệnh tật thì anh yêu đều hứa rằng sẽ bên Min mãi mãi cho đến khi tính mạng không còn. Em nó cũng không nể nàng mà đồng ý nói y hệt như những gì anh yêu nói với mình. Ở thì trao nhẫn thôi rồi để mọi người chúc mừng cái nẻo. Bộ phim đến đây là kết thúc. Nếu thấy hay hãy cho chúng mình xin một like và một subscribe để có động lực ra thêm thật nhiều video hơn nữa nhé.